Thế là có người kinh ra nhiều, kinh ra ít. Một lần kinh trên lâm sàng thì người ta sẽ tính, trên lâm sàng người ta sẽ tính, người ta không đo được cái số lượng mililit của cái người ra kinh nguyệt, mà người ta sẽ đo thông qua cái băng vệ sinh ban đêm. Cái băng vệ sinh ban đêm người ta không tính băng vệ sinh ban ngày, mà người ta tính băng vệ sinh ban đêm. Băng vệ sinh ban đêm nếu quá năm thì băng vệ sinh ban đêm thì người ta cho đấy là thượng kinh, nhiều kinh. Tây thì nó dùng từ nhiều kinh, thế nhưng mà về sau các đông y áp đảo quá, thế là gì mà đông y cũng là tây thượng kinh. Thế cũng là ra là trong các văn bản của y tế có là nhiều kinh, nhiều kinh. Thế xong về sau thì có thêm để thành ra chữ cường kinh, xong rồi mở ngoặc đóng ngoặc là nhiều kinh. Đã. Một vòng kinh chuẩn, một vòng kinh chuẩn là cái kinh nguyệt là gì? Kinh nguyệt là gì? Kinh nguyệt là máu ở niêm mạc tử cung bong ra, đã đủ chưa? Máu ở trên mạng tử cung băng ra, máu ở trên mạng tử cung băng ra đã đủ đủ đây này thì gọi là kinh nguyệt chưa? Theo chu kỳ máu trên mạng trong buồn tử cung băng ra cũng đã đủ chưa? Chưa, nó còn thiếu yếu tố gì nữa? Theo chu kỳ không kinh nguyệt thì ta là máu từ ở trong buồn thì không còn đã theo cái gì, thế còn thiếu cái gì nữa không? Thực ra chữ theo chu kỳ thì nó là người ta biết là người ta vai trong sách viết là gì? Máu ở niêm mạc tử cung bong ra và có thấm estrogen được vào progesterone, nó thay ra chữ chu kỳ là nó là máu ở cái niêm mạc được thấm estrogen và progesterone thì mới gọi được là kinh nguyệt. Còn nếu không phải mà không thấm thì không chưa hẳn là kinh nguyệt. Tại vì có những cái kinh nguyệt thì nó sẽ niêm mạc nó sẽ bị lạc chỗ, đúng không? Niêm mạc lạc chỗ nó có thể lạc vào trong ổ bụng, nó có thể lạc ở trong cái buồng tử cung, nó có thể lạc ở có khi cả ở đường ruột. Người ta gọi là nội mạc tử cung. Thế là nội mạc tử cung thì do đâu mà nó lạc? Nguyên nhân nào dẫn đến lạc nội mạc tử cung? Nên là do di truyền, đẻ con ra thế là sao được con bị phân bào, thế là sao được có cái vùng nội mạc tử cung ở trên mắt, ở trên da, ở trong ruột. Về sau mình đi lâm sàng cũng nhiều lắm, bây giờ nhiều lắm, không thể sơ lại vì thế giới hiện đại hơn. Người ta cho rằng là cái niêm mạc tử cung nó có sức sống mạnh liệt. Khi mà nó dây vào nhất là những dụng cụ của y tế, khi mà mổ xẻ các thứ, tức là đến khi người ta mổ và thông, thì cái niêm mạc nó bám vào cái dụng cụ y tế, nó bám vào, xong rồi nó dây vào trong cổ bụng hay là dây vào vùng đường mà không dùng. Thì cái niêm mạc nó sống được, nó sống cùng lại. Đấy. Nó mãnh liệt đến như thế thì đấy. Sống mãnh liệt như thế thì nó gây nội mạc, nhưng mà đa số là có người thì không mổ, không động người động chạm gì, nhưng mà tại sao không có thì người ta giải thích là trong khi đến cái ngày kinh thì nó bị trào qua cái vòi trước.
trứng, nó trào qua cái vòi trứng thì nó có một ít cái bị trào qua vòi trứng, thì từ cái vòi trứng thì cái mạng nó sống được, nó sống ở trong cái ổ bung được, và gọi là nó bị gì lạc nội mạng. Lạc nội mạng như thế thì nó gây rất là nguy hiểm nhiều chỗ lắm, có khi nó lạc cả vào bụng trứng, nó lạc cả vào bụng trứng, và khi mà lạc vào bụng trứng thì nguy hiểm và thường hay gây xuất huyết bụng trứng, nó gây ra xuất huyết bụng trứng, và nhiều khi nó gây ra thì xoắn hoặc là nó tạo ra cái cảm đau, vậy là nó sẽ tạo cho không cái khả năng bụng trứng mất khả năng sinh sản. Bây giờ một vòng kinh, giờ vừa nãy mình nói có bốn yếu tố. Cái thứ nhất là vòng kinh, tính chất kinh, thể chất thì một tách ra một bài riêng rồi, thể chất thì tách ra một bài riêng, thì ở đây cũng có tính chất kinh và chu kỳ kinh. Đối với kinh nguyệt là bất thường về số lượng, chất lượng, ngày về kinh và vòng kinh. Thế thì khi nào mà nói về số lượng thì nói về số lượng thì đấy là kinh nhiều hay kinh ít, mà kinh nhiều hay kinh ít thì gọi là Tây thì người ta gọi là cường kinh hay thịnh kinh, được chưa? Trong lúc mình sẽ phiên dịch cái từ này sang bên sang y học cổ truyền là cái từ số lượng cường kinh thì cả thịnh kinh là gì. Đến khi đi lâm sàng các em vẫn bị nhầm nhiều lắm. Thế rồi đến chất lượng thì mình vừa nói rồi, nó chỉ là triệu chứng nó tím hay là nó đỏ, thì nó cụ cái khu vực đấy thì chất lượng nó là triệu chứng, nó đang gắn vào cái triệu chứng của gì, tính hàm nhiệt của đại y học cổ truyền, cho nên nó không có cái bệnh riêng, y học cổ truyền không có bệnh riêng về cái tính chất này. Thế còn cây hành kinh, cây hành kinh bình thường là 28 không, chu kỳ kinh, một vòng kinh thì 28 ngày. 28 ngày là tính từ ngày nào đến ngày nào thì 28 ngày. Ngày đầu của hành kinh. Từ ngày đầu có kinh cho đến đầu có kinh của lần sau. Có nghĩa là trong cái ngày hành kinh đã tính vào đó rồi. Đã phải trừ đi mất 4 ngày hay 7 ngày đấy. Từ 4 đến 7 ngày là bình thường, thì từ 4 ngày đến 7 ngày đấy là đã trừ mất ở trong cái số 28 ngày chưa. Được chưa? Thế là mình không nhầm. Cái ngày hành kinh, nếu như kể là cái ngày hành kinh đấy dài quá 7 ngày trên 7 ngày thì gọi là xong kinh. Là xong kinh. Nhưng mà bởi vì nó có cái điều kiện là đúng chu kỳ, cho nên là nếu mà 28 ngày cộng với 7 ngày thì nó sẽ ra bao nhiêu? 35 ngày. Và nếu mà nó trừ đi 7 ngày thì nó ra 21 ngày. Thế nếu như kể là kinh của người ta có lần trước người ta có vào ngày 1 chẳng hạn, thì ngày 21 của tháng sau, cứ từ ngày 21 đến ngày 35 mà người ta có kinh, vì suốt cả kinh cho đến thì đều thì là rơi vào vòng kinh, được chưa? Còn nếu mà quá 7 ngày thì người ta gọi là xong kinh, được chưa? Người ta gọi là xong kinh. Thế còn nếu như từ ngày thứ nhất có kinh cho đến ngày 20 có kinh chẳng hạn, thế thì nó có rơi vào vòng kinh không? Ngày 1 tháng này có, đến tháng sau là ngày 1 tháng trước có, đến tháng này thì là mới 20 ngày thôi đã là có kinh, thì nó có rơi vào vòng kinh không? Nó không rơi vào vòng kinh, và không rơi vào vòng kinh như thế thì gọi là gọi là xong huyết. Khi các em tính cái bài, các em phải làm trên lâm sàng làm cái bệnh án, nếu như tính cái ngày kinh của nó từ cái ngày đầu tiên ra mà bây giờ chúng ta nó thành ra 19 ngày, 17 ngày, 18 ngày thì mình biết ngay đấy là xong huyết rồi. Còn nếu mà nó rơi vào từ ngày 21 ngày đến ngày 35 thì mình phải gọi đấy là xong kinh, được chưa? Được chưa? Có nghĩa là cái ngày nó bị giãn ra, nó không còn 4 ngày nữa.
cái ngày nó quá đi, quá trên 7 ngày nhưng mà nó phải rơi vào những cái từ ngày thứ 21 đến ngày thứ 30 thôi. Được chưa? Cái chỗ này các em hiểu không? Nó rơi vào những ngày từ 21 đến 35 thì đấy là rơi vào tập kinh. Nếu mà nó quá 7 ngày trong cái ngày kinh nguyệt, người ta quá 7 ngày thì kết luận đấy là nó trong cái tập trong vòng 7 ngày thì kết luận là nó không biết là phải cho nên là cái tập kinh nguyệt không biết là chỉ từ ngày đấy ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 20 hết cái ngày mà ra bất kỳ ngày nào thì cũng gọi đấy là xong huyết, được chưa? Đấy nó không vào, nó không rơi vào chu kỳ kinh, vì nó không rơi vào chu kỳ kinh thì chứng tỏ ở đấy là nó không chịu thẩm estrogen và progesterone, nó không tạo ra hai pha của bộ kinh là pha estrogen và pha progesterone, cho nên mới gọi đấy là nó không chịu tác dụng của cái niêm mạc ở đây, nó không chịu tác dụng của estrogen và progesterone, cho nên được là gọi đấy là huyết chứ không gọi là kinh, được chưa? Đấy, trong các đoạn bàn các em cứ tính như thế, tính nếu như rơi vào ngày 21 thì kết luận luôn đấy là gì? Nếu như thì là rơi vào 21 thì đấy là kinh nguyệt rồi, và kinh nguyệt thì mình xem đấy là kinh nguyệt bình thường, kinh nguyệt trước kỳ, kinh nguyệt sau kỳ hay kinh nguyệt đúng kỳ. Đấy. Còn nếu như kiểu là gì dài quá 7 ngày thì mình cho đấy là kinh nguyệt. Quá 7 ngày thì gọi là dòng kinh. Không biết nó rơi vào kinh kinh gì mà là dòng kinh, chúng ta hay nhìn nhầm. Cho nên là mình phải đáng từ hôm qua đến hôm nay của năm, các em cứ bị nhầm cái chỗ này. Tính ra dòng kinh không biết là phải rơi vào cái chỗ này, hiểu chứ? Được chưa? Không nhầm, các em mình đi 6 rồi chắc chắn là mình không nhầm. Cái này chỉ nói là nếu mà trong kỳ kinh, cái vòng kinh ấy, vòng kinh 28 ngày là vòng kinh chuẩn. Còn cái 28 ngày thì cứ 28 ngày thì gọi là chu kỳ kinh. Nếu mà nó đến trước, nó từ 28 ngày nó đến trước là 21 ngày nó đã đến rồi thì đấy gọi là kinh trước kỳ, được chưa? Còn nếu như thể đến 35 ngày nó mới có thì đấy gọi là kinh sau kỳ, được chưa? Còn nếu như thể là lúc thì vào vòng trước kỳ, lúc thì sau kỳ thì gọi đấy là kinh loạn kỳ, được chưa? Kinh loạn kỳ thì chủ yếu là do gì? Do ở cái tuổi tiền mãn kinh thôi, tuổi tiền mãn kinh thì hay bị loạn kinh. Còn thực ra các tuổi khác nó lại chia ra ba lứa tuổi: lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi sinh đẻ và lứa tuổi tiền mãn kinh. Tiền mãn kinh thì mới có kinh. Ở trong câu hỏi sẽ có một câu ấy là bệnh nhân đã mãn kinh thì không còn gọi là kinh. Khi mà đến ngày tháng trước bệnh nhân ra máu vào ngày 21, tháng sau cũng lại rơi vào ra máu ra huyết ở ngày thứ 21, vậy bệnh nhân đấy là đáp án là gì? Là xong kinh xong huyết. Nhưng mà đấy chỉ có dạng là xong huyết thôi, không thể là xong kinh, mặc dù nó đúng chu kỳ nhưng mà đấy là xong huyết, tại vì là gì mãn kinh rồi thì không còn gọi là kinh nguyệt nữa. Cái chỗ này phải phân biệt nhé, có một câu hỏi ở chỗ này phải phân biệt, có phân biệt được không? Có nghĩa là người ta cho cái câu hỏi là cái bệnh nhân là vẫn rơi vào vòng kinh, có vẻ rất chỉ chu là 28 ngày, 27, 28 ngày rất chỉ chu, thế nhưng mà đây không phải trong cái, bởi vì đấy là người đã mãn kinh rồi, người ta cho một người 60 tuổi đã sạch kinh 3 năm rồi, bây giờ có gì lại thấy ra huyết hai chu kỳ. Có điều là nếu mà biết là trước và sau và loạn kỳ thì phải có điều kiện, thêm một điều kiện nữa là ba chu kỳ liên tiếp, cái hiện tượng đó phải xảy ra ba chu kỳ liên tiếp thì mới được gọi là rối loạn chu kỳ kinh, được chưa? Một chu kỳ, hai chu kỳ, đa phần bây giờ đi khám đều hai chu kỳ,
và hai chu kỳ thì mình chỉ được viết chữ để chữ theo dõi rối loạn, chứ còn nếu đủ ba chu kỳ tôi mới được chẩn đoán là rối loạn chu kỳ kinh, được chưa? Đã. Thế còn số ngày, nếu mà số ngày, nếu như thể là vi phạm vào số ngày nhiều quá thì gọi là rong. Còn nếu mà số ngày mà nó ít luôn thì gọi là thiểu kinh. Số ngày ít thì gọi là thiểu kinh. Và khi nào thì gọi là thiểu kinh? Số ngày ít cũng gọi là thiểu kinh nhé. Một chu kỳ người ta bình thường là có từ dễ 4 đến 7 ngày, đến 6 ngày. Thế mà bây giờ người ta chỉ có 2 ngày người ta đang sạch. Dù lần đó ngày hai lần hai ngày đó người ta ra nhiều ra đủ nhưng mà vẫn gọi là chu kỳ kinh, được chưa? Tại vì tổng số trong một chu kỳ kinh nó ít hoặc là số ngày ít thì đều gọi là thường kinh hoặc là thiểu kinh. Một ngày tôi ra quá 5 lần vệ sinh ban đêm thì tôi gọi là gì? Cũng gọi là thường kinh. Nhưng mà nếu như thể là ngày tôi chỉ ra đúng 5 băng vệ sinh hoặc 4 băng vệ sinh thôi, thế nhưng mà tôi lại ra phải cái tổng số cái số lượng ml của tôi thì khoảng trên 120 thì tôi vẫn gọi đấy là thường kinh, được chưa? Một là do số ngày quyết định, hai là số lượng kinh quyết định, được chưa? Tiếp sang đến chất lượng kinh như máu sắc thì vừa nói rồi, chỉ là triệu chứng. Ở đây không có kể cả tây y người ta cũng xem màu sắc để người ta chẩn đoán gián tiếp thôi. Thế rồi chất lượng kinh thì vậy thôi. Thế bản chất của rối loạn estrogen là gì? Khi nào mà gây nên cái hiện tượng mà rối loạn kinh thì thứ nhất là kinh, nó đến kinh thì phải có estrogen và progesterone, phải có hai pha chứ đó. Và hai pha đó là phải gì? Hai pha này nó gần như thế là cái dây nó nối với nhau như thế này, nó quay như thế này. Luôn luôn hai cái tỷ lệ đấy luôn luôn phải khẳng định, phải được đồng bộ. Chứ nếu mà nhiều estrogen quá, ít progesterone thì nó sẽ gây ra hiện tượng gì? Nếu mà nhiều estrogen nó có tác dụng gì? Nó làm tăng sinh niêm mạc của tử cung, đúng không? Tăng sinh niêm mạc của tử cung, nhưng mà chủ yếu cái mạch này là mạch máu ở đây á, là mạch nuôi của nó là mạch thận. Được chưa? Còn progesterone là sản sống. Và progesterone nó cũng làm tăng sinh niêm mạc, nhưng mà tăng sinh niêm mạc là mạch xoắn và các xoắn mạch máu và chỉnh chữ máu mới về sau là máu kinh thành nhiều chủ yếu đấy. Đấy thì khi mà cái lượng estrogen không đủ, estrogen quá nhiều mà progesterone lại ít, estrogen nhiều mà progesterone ít thì nó sẽ gây ra hiện tượng gì? Hay là nói cái mạch xoắn đấy thì nó có tác dụng gì? Mạch xoắn của progesterone. Cái mạch xoắn của progesterone nó làm cho cái niêm mạc phát triển, nhưng mà nó cứ phát triển xoắn đến mức độ cực đại thì nó xoắn quá thì nó nghẹt, nó làm cho quả từ cả nước và cái bên này được chưa? Cho nên là gì? Nếu như thiếu progesterone thì sẽ gây ra hiện tượng thường kinh hoặc là dòng kinh cũng có thiếu, mà thiếu cái cầm máu nên nó xoắn lại để cầm máu, được chưa? Thế nếu trong cái bệnh của tuổi dậy thì đặc biệt tuổi dậy thì thì đã hay bị thừa cái folinogen hay là FSH ở tuyến yên, và thừa cái FSH ở tuyến yên thì gây ra cái nang nó phát triển nhiều estrogen hơn. Phát triển nhiều estrogen hơn thì mặc dù là có hiện tượng phóng loãng nó phóng ra thì mới tạo hoàn cảnh, đúng không? Tạo hoàn cảnh mới sản xuất ra progesterone, đúng không?
thế thì giờ gì progesterone nó vẫn có đủ, nó vẫn sản xuất bình thường, nó vẫn đủ, nhưng mà chỉ vì cái gì, cái estrogen nó nhiều cho nên nó gây ra cũng vẫn ra gây cường kinh, đúng không? Và đông y gọi cái thể tăng cái FSH này gọi là thể khí hư, tại vì triệu chứng thể hiện ra đứa trẻ thì nó sẽ hoảng loạn, mặt mày nó sẽ trắng ở da, thì nó sẽ gì, nó bệnh và nó mệt mỏi, nó sắc mặt nó trắng, cho nên là đông y theo đông y gọi là khí hư, mặc dù tăng estrogen nhưng mà lại gì gọi là khí hư. Thì khí hư chút nữa mình sẽ đến cái phần của đông y, thì mình sẽ biết là cái tỷ lệ progesterone đấy, có nghĩa là progesterone này là gì, nó chỉ thiếu một giả tạo thôi, đúng không, chứ còn thực ra nó không thiếu, trường hợp này là không thiếu thôi đấy, hoặc là trường hợp mà nếu như thể là estrogen mà nó quá ít, trường hợp estrogen quá ít thì sẽ làm sao, không có đủ thì cái mạng nó không phát triển thì kinh phải thấy được chưa nào, lúc ấy nó có phụ thuộc vào chảy máu hay không, nào phụ thuộc vào progesterone không đấy. Và có những cái vòng kinh không phóng đoán, tại sao lại có cái vòng kinh không phóng đoán, estrogen không đại và hai bùng trứng, và mỗi lần trứng thì lại phân ra làm gì, cứ phân đôi như thế, thế mà là tại sao lại không lại tòi ra đâu cái vòng kinh không phóng đoán, trong suốt cái quá trình phân chia như thế, phân chia cái phân đôi như thế thì nó chỉ có một loãng nó vùn phát triển nhanh to lên thôi, còn tất cả các loãng kia là gì, là nó không cấm estrogen, cho nên nó đã bị gì, nó teo, nó thoái hóa dần, chính vì cái teo thoái hóa dần này nó sẽ gây nên hiện tượng là nếu mà nó thoái hóa đúng mức bình thường thì coi như mất không có vấn đề gì, nhưng mà nếu mà nó thoái hóa chậm một chút, cái quá trình nó chậm một chút thì nó sẽ tích nước lại, nó sẽ tạo thành nang, và cái nang này nang nước thì không nguy hiểm, nhưng mà nếu như thành cái nang mà nó gì, nang mà cái nang ấy nó lại hoạt động được estrogen đấy thì cũng gây ra dòng kinh, tại vì lúc ấy là gì, nó có hai nơi sản xuất estrogen, một cái là cái trứng bình thường và một cái nang này nữa là nang, người ta gọi là nang nội tiết, được chưa, các em có hiểu cái chuyện này, có hiểu và biết cái gì thế này, cứ phân đôi như này lên trứng, nó phân đôi như này lên cái bụng trứng, cả hai buồng với cả hai bên nó có một cái trứng này ở đây, giờ nó phải phân đôi đúng không, thì một cái trứng này này qua nhiều lần phân thì chỉ có một cái trứng này nó vụt lớn lên thôi, nó vụt lớn lên, còn cái trứng cái này thì nó làm sao, nó nhét dần để nó thoái hóa, được chưa, nhưng mà nó thoái hóa đúng, nhưng nó thoái hóa không kịp, nó thoái hóa kịp thì coi như bình thường, không có cái chỗ này thẳng tiêu, không có vấn đề gì, được chưa, nhưng mà nó thoái hóa không kịp thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là gì, cái lớp hạt của cái tế bào phân đây là ở phía bên ngoài nó vẫn còn, nếu như thể là lớp hạt mà nó không tác dụng, nó không thấm estrogen thì nó chỉ ra tạo ra cái nang nước thôi, được chưa nào, nó chỉ nước nó cho nó bị nó thấm vào trong này, càng ngày nước nó càng thấm vào nó càng to ra, và muốn to ra nữa thì cái màng của nó to ra được thì nó phải có hệ thống mạch máu để nó nuôi cái màng này, cho nên về sau nó tạo ra cái cung năng của chúng xoắn nghe thấy các bạn, nó tạo ra cái cung năng của chúng xoắn. Xoắn thì làm sao, khi mà cái cung năng mà nó xoắn thì cái tĩnh mạch đi về thì nó bị xoắn lại, nó xẹp lại, còn cái động mạch thì nó cứ theo cái động mạch thì nó gì, nó cứ đẩy máu vào cho nên nó to rất là nhanh, nó to rất là nhanh, như thế mà đến mức độ của cái màng của cái tế bào này nó mỏng quá thì nó sẽ vỡ, mất mà chảy máu thì nó không cầm được. Lý do tại sao mà chảy máu không cầm,
trẻ nó không đổ bụng. Lý do mà tại sao mà đi đổ chọc cũ ra là mổ không đâu? Khi u nang buồng trứng sớm là có chỉ định mổ cấp cứu hoặc cấp cứu, tại vì cái mạch máu này nó sẽ không cầm được, bệnh nhân sẽ chết, tử vong của mạch máu chứ không phải tử vong về cái đau. Lúc nghĩ người ta phải dùng phương pháp nào?
dùng cái phương pháp nạo toàn bộ tử cung để thành lập ra một cái buồng niêm mạc mới hoàn toàn. Đấy, đấy là phương pháp nạo trong cái điều trị của dối loạn kinh nguyệt. Người ta sẽ tìm nạo tử cung. Thế là có phương pháp điều trị dối loạn kinh nguyệt. Vừa nãy mình đã nói là có hai phương pháp để phương pháp thứ nhất là phương pháp điều hòa nội tiết, đúng không? Vừa nãy là mình nói là phương pháp điều hòa nội tiết. Giờ phương pháp thứ hai là phương pháp ngoại quan cơ học, đấy là phương pháp đa tạo ống kính. Đấy là về sau bộ y tế cũng sẽ đưa bộ mình sẽ tham khảo cái phát triển của y tế nó cũng sẽ phải tuân theo cái phát triển này. Tiếp còn tử cung dị dạng cũng ảnh hưởng đến kinh, thì kinh cơ bản là dị dạng thì là chỉ để ảnh hưởng đến kinh ít hoặc kinh nhiều là chính thôi. Có những người bị lao thì sau khi mua được một chu kỳ kinh thì nó sẽ dần bị dính lại, làm cho tình cung nó bé đi, nó nhỏ đi và nó không phát triển thì làm cho thì kinh nguyệt là chết đi. Hoặc là có người thì dính dạng là có hai tử cung, hai buồng mắc buồng, thấy chưa, nó có hai nhân mắc nhau thì cái niêm mạc vừa nãy mình nói là niêm mạc nó sẽ mỏng theo gì nó không phải ồ ạt là bong ra một lúc mà nó sẽ theo ngày tại trong vòng 3-4 ngày nó sẽ bong từng mạc. Bây giờ mà ở những cái năm này nó cũng bong ra như thế thì nó sẽ gây ra hiện tượng gì? Mặc dù buồng tử cung dị dạng 2 ngăn 3 ngăn thì hiếm, chủ yếu là chọn to lăng là chính thôi. Việt Nam thì vùng biên giới mà chưa vi khuẩn chưa phát triển, nhìn thấy chỗ nào đấy mà tai của những người lao nó nhảy vô như thế, nên chúng tôi sẽ bị dính. Khi 15 cái định nghĩa thì để tải lên cho các em xem, không phải là kiểu chữ. Có nghĩa là mình xem cái định nghĩa của BMTI, người ta định nghĩa là cái gì dậy thì sớm là gì, dậy thì muộn là gì, mắc kinh sớm là mắc kinh muộn là gì. Đặc biệt mình biết cũng được, không biết cũng không sao. Biết thì về sau mình đỡ phải học lại, còn ra đời bác sĩ cũng phải tiếp xúc với những cái danh từ học này, được chưa nào? Và thi thì sẽ không có những cái từ không phải không có tất cả, mà những cái bài nào ví dụ như song kinh chẳng hạn, vô kinh hoặc là gì cường kinh, tiểu kinh, không kinh thì mình sẽ thi. Có những cái bài nào đặc biệt nhất thì mình sẽ không có phải thi. Đấy. Còn những cái bài như dây chỉ sự cùng một bản kinh thì không có chứ thôi. Nhưng mà đấy là những cái danh từ của bản thân hay sử dụng trên lâm sàng. Thêm về y học cổ truyền, về y học cổ truyền thì về số lượng mình vừa nói rồi, số lượng kinh nhiều hay kinh ít, cường kinh hay tiểu kinh thì nói cường kinh trước, cường kinh là nhiều kinh thì vừa nãy định nghĩa rồi, cường kinh là ra năm băng. Nếu mà một ngày thì là trên năm băng vệ sinh tắc nghẽn. À ban đêm cơ năng. Thế còn gì nếu mà tính theo chu kỳ kinh thì 120 ml. Đấy là số lượng. Thì y học cổ truyền của mình gọi cái cường kinh này. Cường kinh thì nó chưa phải là băng kinh, đúng không? Thế nào là Tây thì nó không phân biệt băng kinh với cả cường kinh, Tây nó không phân biệt. Nhưng mà đông y của mình phân biệt băng kinh và cường kinh. Băng là gì và cường là gì? Băng là băng lở á. Thế còn cường là nhiều. Cường là nhiều thì đông y của mình gọi chữ cường kinh đấy là chữ nguyệt thủy quá đa. Nguyệt thủy quá đa. Nguyệt thủy quá đa.
cái định nghĩa thì nó giống như thể là định nghĩa của Tây y, cái số lượng về cái số lượng. Thế nhưng mà thì cái tên gọi ấy, thì nó là chữ Nguyệt Thủy Quả Đan. Và chữ Nguyệt Thủy tại sao người ta không gọi là Nguyệt Kinh mà người ta lại gọi là Nguyệt Thủy? Nó pha nước vào đấy. Ở đây sẽ có câu hỏi ai cũng đi học thì sẽ không biết cái chữ Nguyệt Thủy này là gì. Nguyệt Thủy, Nguyệt Thủy quá đa là quá nhiều thế thôi. Thế còn là chữ Nguyệt Thủy tại sao ở đây không gọi là Nguyệt Kinh quá đa mà gọi là Nguyệt Thủy? Các cụ cho rằng là danh hiệu như cái này là gì? Danh hiệu như cái này là gió. Do kinh nguyệt có pha nước thì cho nên là phải gọi là nguyệt thủy, và cái cơ chế pha nước chúng ta mình sẽ nói gọi là nguyệt thủy, không gọi là nguyệt kinh mà gọi là nguyệt thủy. Và nguyệt thủy này là nguyệt thủy quá đa. Tiếp đến cái phần chất lượng thì mình lại nói về tính chất, cái số ngày hành kinh, số ngày hành kinh, số ngày hành kinh nó trên 7 ngày. Nó trên 7 ngày mà nó thường ra nhiều thì số lượng mà nó thì nó cái số ngày hành kinh mà nó dài ngày chứng tỏ là ít nhiều là cái cơ quan điều hành của cái điều hòa cái vòng kinh này nó bị suy yếu, đúng không? Nó mới kéo dài ra, đúng không? Mà suy yếu như thế các cụ nói là ở chỉ có ở gì? Ở vùng trung tiêu và hạ tiêu. Trung tiêu thì gồm có tỳ vệ, tỳ, còn hạ tiêu có căn thận. Thì ba cái tạng này chủ yếu là nó sẽ gì, nó gây ra cái ngày. Nếu mà nó suy yếu thì nó sẽ gây ra cái ngày, nó tác động vào cái mạch xung nhâm. Từ tác động vào cái mạch xung nhâm thì nó cái dịch kinh nó chảy vào cái bể xung. Giờ sách ở trong đây không biết, mà bây giờ tôi viết để khái niệm bắt đầu là năm sau có sách. Thế nhưng mà năm nay tôi học thì để cho dễ tưởng tượng. Đây là bể xung, bể xung về như tôi nghĩ kể là bảo không á, bể xung. Còn gì ở đây là mạch xung. Khi nào mạch xung bị ảnh hưởng có nghĩa là ở trong lý về đường nhé, là ảnh hưởng trong lý. Còn có thì cái bể xung á, thì chủ yếu là gì, do phía bên ngoài nó đã ảnh hưởng rồi. Cái bể xung á, thì cái nếu mà nói về bệnh nhiệt viêm chẳng hạn, nhiệt viêm thì có thể nó đã ảnh hưởng rồi. Tất nhiên là nó không hoàn toàn tuyệt đối, nhưng mà trước nữa mình sẽ phân biệt rõ hơn. Thế rồi có mạch xung và mạch nhâm. Mạch xung với mạch nhâm nối với nhau. Mạch nhâm ở đây thì mạch xung thì nó có hai, mạch nhâm chỉ có một. Thì ở đây nó sẽ có hai khóa. Một khóa là khóa nhâm. Khóa nhâm tại sao người ta gọi là khóa nhâm? Khóa nhâm thì nó gần như để cho khi nó chảy ra thì gọi là cái khóa nhâm. Tại vì thận nó thì nó chủ thiên quý, đúng không? Trở chủ thiên quý. Và thiên quý nó có gì? Có dung thì mới có ra cái kinh được. Cho nên người ta không gọi là khóa xung nhâm, người ta bỏ chữ khóa xung đi. Nhiều sách ngày xưa thì ta biết là khóa xung nhâm, nhưng mà thực ra nó chỉ có khóa gì? Khóa nhâm để cho người ta nghĩ rằng đấy là gì? Là có thiên quý. Thì chưa làm đúng cái ngày kinh. Còn tiếp cái khóa thứ hai là cái khóa để khóa nối với xung, cái này là nó sẽ gì? Cái khóa này là khóa nó được thần nó chỉ đạo trực tiếp thì nó sẽ hòa cái gọi mình hay gọi là tinh tỳ với cả tinh thần, có đúng mình có nghe bao giờ chưa? Nghe được chưa? Tinh tỳ với tinh thần á, thận thì gì? Tỳ phải thành hấp thu thành tinh từ tinh hậu thiên hấp thu vào xong rồi chuyển đến thả đến thận để tạo thành gì? Tinh thận tinh xong rồi mới tạo ra được tinh sinh dục hoặc là sinh quỷ sinh huyết.
huyết thì một phần sẽ đưa về cái phần này, nhưng mà huyết ý nó có chảy vào đây để nó tạo thành kinh nguyệt không? Không, mà nó sẽ qua cái mạch đề nhâm này này, nó chuyển hóa một lần nữa, nó chọn cái gì, cái người ta gọi là cái gì, vinh âm. Ở đây là vinh âm, nó chọn cái vinh âm này để nó cái mạch xung này nó sẽ hóa màu, nó chuyển lại, lúc đó thì nó mới gọi chuyển xuống đây là âm huyết, chuyển xuống bể xung thì được gọi là âm huyết, nó tạo ra màu đỏ, và nó cứ gọi là khi mà nó ra ngoài bên ngoài thì được gọi là kinh nguyệt, được chưa? Trong quá trình mà cái vinh âm này, cái mạch nhâm này nó khí hóa, mạch nhâm này nó không khí hóa nổi, nó bị lỏng, nó bị lỏng thì nó chảy cứ lấp vào cái vinh âm này, nó chảy qua ngoài quyển vào đây, thì cho nên các quyển cô gọi đây là được chưa? Được chưa nào? Vừa có kinh nguyệt nhưng mà lại vừa có kinh âm ở trong này, cho nên là gì? Nó không hoàn toàn là âm huyết. Được chưa? Cái chỗ này gọi là nguyệt thủy, và nguyệt thủy bao giờ nó cũng phải nhiều, nó không cho lòng được, tại vì cái quán này nó lỏng mà, nó không cho lòng được, bao giờ nó nhiều, cho nên bao giờ nhiều được nguyệt thủy quá ra. Hả? Sao? Tăng thì chỉ biết nguyệt thủy quá đa là cường kinh, nhưng mà câu hỏi của tôi sẽ là phân tích cái từ gì, từ cường thủy là gì, nguyệt thủy này, để cho ai không đi học thì sẽ không biết từ cái từ nguyệt thủy thế nào đâu ra, được chưa? Thế còn nếu mà nguyệt thủy mà xong người về học một vòng tức là chung ở trên này là nó cũng có chung nguyệt thủy, nghĩa là cường kinh, được chưa? Cứ cường kinh thì gọi là nguyệt thủy, được chưa? Bất kể nguyên nhân gì cũng à. Sao? Thật ra lại lại không thấy. Các em học bài tiến sĩ đó trên nhà cô thủy dạy chưa? Thì cái cơ chế của sữa thì cũng phải đi về mạch xung để hóa màu, lên phế hóa màu ra màu trắng, rồi nó mới xuống thành sữa, đúng không? Thì cái cơ chế này nó cũng tương tự thôi. Tại cái là gì? Khi huyết cái tinh của gì? Khi mà thần thủy đã biến được thành gì? Thần sinh tinh, tinh sinh thủy, thủy sinh huyết, được chưa? Huyết mới rồi về đến mạch nhâm, không phải mạch xung. Mạch nhâm thì nó về đến mạch xung, chốc nữa nó mới về đến mạch xung, bây giờ nó về đến mạch nhâm chứ. Mạch nhâm xong rồi nó làm sao? Nó được khí hóa thành ra âm huyết. Một phần âm huyết thì nó sẽ gì? Cái phần âm huyết á thì nó sẽ nằm ở trong bể xung, được chưa? Đấy. Thế còn nếu trường hợp mà cái quá này nó bị hỏng, nó bị lỏng cho nó dễ để về sau mình dùng được cái khí hư xung nhâm lỏng, thế thì cách em giữ thuật hơn là cho người ta là khí hư xung nhâm tư, thì cái từ ý nó cũng giống như ngoài Bắc, nó cũng là lỏng, nó cũng chẳng có cái gì cả, nhưng mà lỏng cái diễn biến đến cái quá nó lỏng thì nó sẽ chảy ra. Đấy. Nó sẽ chảy lên vào, được chưa nào? Đấy. Thì nếu như kể là trường hợp mà cái khóa này nó bị lỏng thì nước nó sẽ gì, cái âm này nó không được khí hóa hoàn toàn, nó không được nhuộm màu hoàn toàn để tạo thành âm huyết, cho nên là nó vừa có âm huyết nó lại vừa có cái âm, cho nên nó thành ra nước có trong, cho nên người ta gọi đấy là nguyệt thủy, được chưa? Trong trường hợp mà không cần thiết thì cái phần vinh âm nó sẽ quay lại vào cái xung để nó đi nguyên cơ thể. Ở một số người chơi thể thao chẳng hạn, chơi thể thao thì cái khóa này lại quá chậm, cho nên là gì, kinh nguyệt rất là ít, nhưng mà cái cơ của người ta rất là khỏe, muốn chơi thể thao đấy. Và có người thì có gì, có hai kỳ kinh hoặc có khi có hai tháng hoặc ba tháng thì người ta mới ra
một lần, nhưng mà người ta vẫn sinh con được, người ta vẫn đẻ con được, thì người ta các cụ giải thích là cái khóa này nó bị chậm, đúng chưa? Cái khóa này nó chậm bởi vì do năng lượng cơ thể, như cơ thể nó đòi hỏi những hoạt động nhiều hơn, cho nên là cái thứ nhất người ta phải chuyển sang. Thế nhưng mà người ta vẫn có bầu được, và khi có bầu như thế thì không còn gọi là thiếu kinh nữa, mặc dù người ta có 2 ngày hoặc là 2 tháng hoặc cả 1 năm người ta có 1 lần kinh, thế nhưng mà không gọi là thiếu kinh. Nhớ phân biệt chút này nhé, tại vì người ta vẫn có thì chẳng qua cái khóa này nó điều khiển để nó đưa nó linh hoạt để nó đưa cái linh hoạt để đi nuôi cơ thể, quay lại cơ thể để nuôi cơ thể, chứ không phải là nó sẽ thì nó sẽ thiếu, nó sẽ mất. Một khi nó cần cái là lên, khi mà có ấu tử vào cái chui vào đấy cái là nó bắt đầu nó lại gì, nó hóa ngay thì cái linh hoạt ra thành ra âm huyết để nuôi cái bé, được chưa? Cho nên là nếu mà có 2 tháng hoặc 3 tháng 4 tháng mà không có kinh mà vẫn quay về thì không được gọi là thiếu kinh, được chưa? Đấy, một câu hỏi khác. Người không có gia đình thì chịu không biết được, không biết được cái thì có nhiều triệu chứng của bên ngoài. Nếu như người ta đã chỉ thấy người ta uống hơi uống đỗ gầy mòn quá, biết là không đủ để tạo ra cái minh âm ra, đưa cái minh âm về để mình nhâm đấy ạ. Thì lúc đó thì để điều chỉnh cái gì cũng cố hiểu của người ta thôi, chứ không thể nào mà biết được người ta có con hay không, chỉ khi nào người ta có con. Và lúc đó cái minh âm không có con, người ta đi không có con, người ta đi chứa. Còn có con rồi thì người ta cũng không đi chứa các bạn, người ta cũng giải thích đấy là gì. Và khi đó người ta không hỏi là như vậy lấy chồng 1 năm sau mà bây giờ kinh của người ta 2 tháng không có 1 lần, 3 tháng không có 1 lần, được chưa nào? Mà lấy chồng 1 năm rồi người ta không sinh em bé thì ý tưởng quyền chẩn đoán là thiếu kinh, được chưa nào? Được chưa? Cứ phải lấy chồng 1 năm sau cái đã thử cái đã có phải kinh đã, được chưa? Được chưa nào? Còn nếu mà trong vòng 6 tháng người ta lại có con về thì không còn gọi là thiếu kinh nữa. Còn tiếp đấy là về số lượng, về chất lượng, mình cũng nói về ngày hành kinh. Ngày hành kinh nó bị dài ra thì vừa nãy mình nói là vì nó dài ra cho nên là gì, là cơ quan bắt buộc, cơ quan điều hòa của nó bị tổn thương, được chưa nào? Cơ quan điều hòa bị tổn thương thì cái cơ chế ở trên nào, nếu như thể là tỳ hư không thống huyết và nhiễm huyết, nó không thống được thì máu nó sẽ chảy ra nhiều, đúng không? Nó chảy ra quá, nó chảy ra nhiều thì người ta gọi đấy là băng trùng, các cụ gọi cái từ băng trùng. Vừa nãy mình có từ miệt thủy thứ nhất, giờ mình có từ băng trùng. À, phần trung tiêu máu nó chảy ra đây là do cơ chế là tỳ hư không thống huyết và nhiễm huyết, cho nên là gây ra hiện tượng băng trùng, đấy là kinh nguyệt ra nhiều mà dài ngày, được chưa nào? Kinh nguyệt này là đúng ngày có 7 ngày thôi thì người ta gọi đấy là nguyệt thủy, được chưa nào? Được chưa? Nó đúng 7 ngày thế này, không quá 7 ngày thì người ta gọi nguyệt thủy. Nhưng mà ở trên này, trên 7 ngày một cái thì người ta gọi đây là ngày sang ngày thứ 8 rồi thì người ta chắc chắn là có cơ quan điều hòa là bị tổn thương. Thì ở đây các cụ gọi đây là do kỳ dư thì do mặt chung, được chưa? Còn nếu mà do căng thận điều hòa thì căng thận không tác động cầm máu, đúng không? Tăng không đúng biết và nhất biết thì sinh ra chứng nó kéo dài nhảy ra, nhưng mà mỗi lần ra nó ra xì là do cái khóa này nó bị nặng, thế cho nên nó mỗi ngày nó xì ra, cho nên là người ta gọi đây là lậu hạ, cũng ngày dài ra nhưng mà ít kinh, ít mỗi lần tí thôi, còn đây là kinh nhiều thôi, thế thì là không chung, còn lại đây là lậu hạ. Đối với Tây thì người ta phân biệt ra, người ta bởi vì người ta biết được đấy là kinh nguyệt hay là do kinh thì người ta phân biệt được là gì, là do kinh hay do huyết,
Còn đối với gì? Đi học cổ truyền mình ngày xưa cụ chỉ nhìn thấy cái chữ in thôi, cho nên các cụ không phân biệt, và không phân biệt thì các cụ gọi chung là chữ băng, chung là mạng. Được chưa? Được chưa? Không phân biệt, không phân biệt đấy là do dòng huyết hay là dòng dòng kinh. Được chưa? Các cụ không phân biệt dòng kinh hay dòng huyết, mà tóm gọn tất cả cái chuyện chảy máu mà nó dài ngày như vậy đều gọi là băng chung đó cả. Được chưa? Được chưa? Đây là nhắc là nhắc lại thì để cho các em đây là bài của trong ngũ tạng này nam viết cái sách là trong đó ngũ tạng đều tham gia hết, kể cả cô bay cũng biết là ngũ tạng đều tham gia hết. Nhưng mà cái bài học của mình nhạc nó chỉ nhấn mạnh vào cái phần trọng tâm của cái cơ quan điều hòa và cái cơ quan điện, chứ không như thế không thêm dông riêng cái bộ ngoại giao mà để làm gì cho nó phức tạp. Cho nên là trong cái bài này, mặc dù cô bên chỗ cô bay biết là do cả tâm, cả can, cả tỳ, cả thân, cả phế, cho tâm tạng đều cho vào hết trong cái bài phóng kinh như thế, nhưng mà các em sẽ bị loãng và sẽ không hiểu luôn. Thế cho nên là tôi bỏ cái phần tâm và phế đi để dành cho các em kiến sĩ, các em học. Được chưa nào? Học giỏi thì tôi học tiếp về dạy lại tôi, được chưa? Thế còn cái phần tôi chỉ biết là chữ can, tỳ, thận thế thôi. Được chưa? Để cho nó đỡ phải duy tâm. Được chưa? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là mạch xung, mạch nhân và mạch đới. Ở đây có đới mạch. Đới mạch thì nó như cái đai lưng. À, đới mạch thì về sau và chính chủ như viêm phần phổ kem hoặc là viêm phần phổ viêm âm đạo. Và viêm âm đạo thì nó có một phần, và đới mạch này nó sẽ thì khi mà có thể mà bệnh nhân đã uống thuốc tây nhé, thì cái đới hạ cái khí lưu nó chậm lại nhiều luôn, nó phải sạch hết đấy. Đấy, về sau sẽ có một cái chứng như thế. Tại vì sau khi mà mình học cái bài viêm sinh dục đấy rồi thì sẽ có gì? Có trường hợp là do vi khuẩn xâm nhập trực tiếp. Cái trường hợp vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào thì nó ra gì? Vi khuẩn nó xâm nhập trực tiếp vào, nó gây ra viêm. Nguyên nhân thứ hai đó là do cái pH nó thay đổi làm cho tạo ra một môi trường nguyên hạt cho vi khuẩn xâm nhập. Được chưa? Vi khuẩn xâm nhập trực tiếp thì thường là do gì? Chỉ trùng roi thì xâm nhập trực tiếp, thường không ai cần đi đưa trùng roi vào, nhờ cái que đưa trùng roi vào, mà nó thường là do xâm nhập trực tiếp. Và trong khi mà nếu mà mình chẩn đoán đấy là trùng roi thì mình phải tìm kiểu gì, mình phải khai thác cái nguồn lây của nó, cái nguồn của nó là ở đâu. Không phải mặc quần áo chật xong rồi nó sinh ra bởi trùng roi đâu. Nước dơ. Sông hồ. Sao? Nguồn nước. Nước thì cái nào nguồn nước là cái phần nước cái trùng roi. Nguồn nước rồi. Nguồn nước dơ. À đúng rồi, cái nguồn nước. Nhưng ở thành phố. Tôi bảo tay tôi nhé. Tôi chỉ nghe miệng thì tôi phạt toán trên cái đêm đó thì còn tay thì rất nguy hiểm cho tay biết. Tại vì ngày xưa mình là gì, mình không có kiến thức về học, ngày xưa mình biết được rồi, tôi mình biết được rồi. Thế xong rồi nhà thì mình thì bé, nhà thì đi làm hết cắm không có ăn. Thế xong rồi về sau là cứ quay cuồng chóng mặt, cứ nằm ở nhà xong rồi mấy hôm sau thì cứ thấy tay hơi ngủ, xong rồi một tháng sau đi ra Hà Nội khám thì các bạn tôi biết rồi. Nhưng mà chẳng thể nuôi học thì sẽ kém hơn các bạn rất là nhiều đúng không? Cái khả năng nghe của tôi kém này, cái từ tôi nghe không chính xác rồi. Mọi thứ cả đều phải nỗ lực hơn tất cả nào.
cảm cái tai cảm bất cần cái tai đúng không, nó rất là nhiều. Tiếp quay trở lại là cái phần là phần gì à, phần là phần đấy là do nguồn nước, và do nguồn nước như thế thì để nối với thành phố thì người ta gọi đâu cho hay kia bơi ở hồ bơi, ở hồ bơi thì gặp phải phải trong cái bệnh sử gặp phải những mà và khi mà mình đã chẩn đoán rồi mà đã là chúng do người thì bắt buộc phải quay lại để xem là bệnh nhân đi ở đâu, hoặc là nguồn lây của người ta ở đâu đấy. Và cái thứ rất quan trọng à, rồi cái thứ nhất là cái đấy là do trực tiếp do vi khuẩn xâm nhập trực tiếp à, vi khuẩn xâm nhập trực tiếp thì cái loại vi khuẩn đi ở đâu trong hai thì người ta sẽ chuyển sang cái bệnh hoa liễu, hoa liễu. Thế còn những cái bệnh là tạp khuẩn thông thường cái tạp khuẩn là chủ yếu là gram gram âm thế, nhưng mà nếu như thể mà có những hành động kỳ lạ thì nó mới gây sinh sức ở cái vùng cái vùng âm đạo này, nó mới tạo ra được cái gì đấy, chủ yếu sẽ là vi khuẩn gram dương nữa đó. Thôi cái bài này chắc cũng không thể nói về cái gì nào mà nếu như cái bài này đi sống được cái cách của chị Lý Văn Hương Năm Năm của cô Lai Thủy quay trở lại cái bài của mình. Cái đế mạch này nó liên quan rất là chặt chẽ. Ví dụ như kiểu mà ăn uống, vừa nãy mình nói ăn uống thuốc và thì sẽ làm cho gì? Cái đời ở cái khí hai dương này ra rất là nhiều, và cái khí dương này ra rất là nhiều thì nó sẽ thay đổi cái pH âm đạo. Vừa nãy mình nói là có nguồn lây trực tiếp và nguồn lây do gì? Do thay đổi cho cái môi trường, nó phù hợp với cái môi trường pH thay đổi làm cho vi khuẩn chất tế xâm nhập vào thì chưa làm tạo điều kiện thuận lợi. Thì trong cái bệnh án mình không biết thì mình phải làm như thế nào, mình tìm cái nguồn thuận lợi cái này đúng không, mình tìm cái nguồn thuận lợi để cái vi khuẩn để xâm nhập cái đá, thì xong rồi mình xem cái là loại vi khuẩn gì thì cái mạch đấy của các bác được như thế. Như vậy khi mà rối loạn kinh nguyệt thì nó cũng phải hỏi về khí hư, chứ không phải trong cái bệnh án của các em làm như thế như năm bây giờ là chủ yếu là chỉ nói về kinh nguyệt. Nó thì rất là kỹ, kể cả màu sắc, trong khi đó màu sắc thì người nói tính chất của nó thì tôi chỉ là quan tâm đến là để kết luận đấy là chính hàm kinh nghiệm được chưa. Thế mà các em mô tả rất là kỹ, đến trong khi đó cái đới mạch này thì các em lại không nói từ cái đới mạch này thì tôi đi suy ra được nó có bị thay đổi thế nào chúng ta cũng không được chưa. Và từ cái đới mạch những nguồn kinh nghiệm phải là xong huyết chẳng hạn, cái bệnh án mà có bệnh nhân xong huyết thì đó gì cái dòng huyết này thì gọi là dòng huyết thì từ dòng huyết á thì nó chỉ là có một cái chỗ nào đấy nó viêm, cả cái đường tử cung này nó to như này, cả cái đường tử cung nó to như này thì chỉ có một cái chỗ nào đấy nó bị viêm hoặc không bị gì đấy thì nó mới gì nó chảy máu ra thì nó mới gọi là do nó biết cái máu này nó không chịu, như kể cả cái mạng nó chảy ra nó không chịu ảnh hưởng của nó xuyên và để cho cái con số thì nó gọi là không biết. Như vậy mà cái số này nó có nhiều không, không biết thì nó có nhiều không, không không biết bao giờ bố biết cho nên là nó gọi vừa mà lâu hạn, lâu có nghĩa là không lâu hoặc lâu là nó ít, còn gì tăng thì nó nhiều được chưa? Đấy, trong cái dòng huyết và chính vì cái dòng huyết đấy nó chảy ra nó ít, nó lại tồn tại, nó không chảy đều hết ra, nó trôi tuồn tuồn như kinh ra mà nó chảy ra ít một ít như thế này thì nó sẽ tạo ra sưng mái viêm của bụng họng của hồng cầu. Đến khi mà mắt thường mình nhìn thấy thì sẽ tạo ra cái vai viễn của một hồng cầu từ màu đỏ sang màu nâu xong rồi màu tím, màu đen xong rồi màu xanh. Nhưng mà bởi vì trong cái pH âm đạo nó khác cho nên nó sẽ có màu xanh lá mạ chứ không phải xanh như thế là sắc xanh bầm của mình à, màu xanh xong rồi đến màu vàng. Cả cái quá trình ngũ sắc đấy thì coi như là gọi là các cụ gọi đấy là
đúng không? Học cái bài này rồi mà, rồi chắc phải học cái bài này rồi. Ngũ sắc. Như vậy đã nhìn thấy ngũ sắc đấy là đấy đấy thì phải có chẩn đoán đấy là rối loạn kinh nguyệt không? Các em thử tưởng tượng là chỉ có một ít máu ở đây, ngũ sắc đấy, chỉ có một ít máu ở đây, nó chỉ bị một ít thôi, một chỗ thôi. Hoặc là kể cả cái cơ thể khung đây thì có cái u sơ ở đây, cái u sơ ở đây thì có những cái mạch máu nó đến nó nuôi, và chỉ khi nào đụng chạm thôi, nó không thuộc vào trung tỳ kinh. Cho nên là khi nào bị chồng đẩy cái này nhỉ, mạnh quá hay cái gì đấy thì nó mới đến cái mạch máu này, nó bị giò, nó sẽ nứt ra, nó chảy máu. Thì cái chảy máu này là chảy máu gì gì giả, cho nên tôi mới gọi đây là lâu, được chưa nào? Đúng không? Các cụ mình nhìn ra là lâu. Và chính vì nó lâu, nó chảy ra cái gì tái nhiễm ổn như thế thì nó mới tan lên thành tai ngũ. Ngũ sắc là ai biến của hồng cầu. Được chưa? Vậy khi mà bệnh nhân nói là tôi ra khí hư coi như đủ các màu, như là màu đen, màu đậm và màu nâu này, màu đen này, màu xanh này, màu vàng này, màu trắng này. Đấy. Thì tôi phải nghĩ đây là gì? Là dòng huyết. Dòng huyết nhé. Dòng huyết thì nó có trùng được với vào với kỳ kinh hay không? Có thể. Có chứ, ai cấm nó. Khi mà khi mà đúng vậy, chu kỳ kinh ngày thứ 21, ngày thứ 22 mình nhân chưa ra kinh thần, thì như là ông chồng đúng cái này ông cái hành hạ, thí dụ là như thế, nó động cái chỗ này nó đứt mạch máu ra, nó chảy máu ra thì nó sẽ làm ra chảy máu như thế, thì nó sẽ còn ông xem vào đấy là đúng gì, đúng chu kỳ kinh, thế này gọi đấy là dòng kinh là đúng hay sai? Tạm thời ban đầu tôi vẫn phải gọi, tại vì nó đúng chu kỳ kinh cho nên tôi vẫn gọi nó là kinh nguyệt như thế. Thế nhưng mà bởi vì nó có nhiều màu sắc như thế thì tôi phải xem lại, được chưa? Cái này là chắc chắn đây là do huyết, mặc dù nó trùng đúng kỳ kinh. Trùng đúng kỳ kinh thứ hai là gì? Nếu như thì là ngày thứ 22 bệnh nhân mới ra kinh. Chưa? Thế nhưng mà nó kéo dài đến quá ngày thứ 35, hoặc là gì, hoặc là từ ngày thứ 28 đến ngày thứ 30 bệnh nhân có kinh, cả bệnh nhân kéo dài ra đến ngày thứ 40, thế thì ở đây gọi là dòng kinh hay không biết? Dòng kinh. Khi mà có sự trùng lặp giữa dòng kinh và không biết thì tôi gọi là cái nào khó điều trị hơn? Dòng huyết. Dòng huyết khó điều trị hơn, nguy hiểm hơn nhiều, có cái khối u nó công thức thì nó nguy hiểm hơn thì tôi phải chẩn đoán theo cái nguy hiểm để tôi điều trị cho cẩn thận. Cho nên là toàn thế giới chẩn đoán nếu trùng lọc giữa dòng kinh và dòng huyết thì phải chẩn đoán là dòng huyết, được chưa? Chính vì cái lý do đấy mà khi nào mà có ngũ sắc như thế này thì phải chẩn đoán. Thế nhưng mà thế giới sắc, thế giới chưa nói, sắc chưa chỉ ra. Cái chỗ ý để nói là phải hiểu là phân biệt kỹ thôi. Tại vì sắc nó cũng không kết luận, nó cũng cho là phải hiểu nói. Đấy là xong, mình xung, mình nhân, mình tử. Cái này thì nãy tôi giải thích hết rồi. Từ vinh âm, từ mình xung tán được. Nhân không liên quan được thì thành được vị. Còn về xung, về xung tán nhở, khi nào thì về xung tán, về xung tán thì khi mà ví dụ mình nói thế để cho nó dễ nhớ, về xung tán ở trong này, nó là về mạch xung hư, nhưng mà cái này nó không sát sườn để mình nhớ được. Cái mạch xung hư nó khó nhớ, và mình nói thẳng luôn đây là bể xung làm sao
để sư giãn, nó đang nhỏ thôi, bình thường nó chỉ nhỏ thế này thôi, bây giờ nó to hơn mình ra. Như thế nó chứa nhiều nữa, nhiều kinh nguyệt không? Nó có nhiều kinh, chứa nhiều kinh. Như thế thì nó phải cử kinh hoặc là năm kinh, được chưa nào? Thì đấy là bể sung, bể sung giãn, được chưa? Là niêm mạc, niêm mạc thì cũng nó nhiều lên thôi. Ủa thầy sao nó khi hư lại bể sung to lên thì? Cái gì? Sao khi hư lại bể sung nó to lên? Khí hư mà hư thì cái gì mà nó chả giãn ra? Cái dây thun mà hư thì nó giãn, là cái dây thun nó hư thì nó chặt lại, nó co, nó cái lực đàn hồi của nó mạnh hơn. Khí hư thì bể sung phải giãn, được chưa nào? Cả mạch sung cũng giãn, nếu mà năm kỳ thì cả mạch sung cũng giãn, được chưa nào? Còn nếu như thể là nguyệt thủy thì chỉ có gì bể sung giãn, nhớ nhá. Cái chỗ này sẽ có câu hỏi. Cả mạch gì? Cả mạch sung giãn, cả khí hư đến mức độ cả mạch sung giãn, cả bể sung giãn thì gây ra băng chung, được chưa? Còn nếu mà chỉ có bể sung giãn không thôi thì nó vẫn điều khiển được dễ hơn nào. Thì đấy là nguyệt thủy, được chưa? Được chưa? Có phải dừng lại không? Có phải có mấy giờ thì mình xong nhỉ? 3 giờ mấy giờ? Không, cái thiết này nói được đến đâu thì nói. Tại vừa cường kinh đó. Cái thứ hai là bằng nhớ đại. Cái thứ hai, nếu mà huyết á, cái mà huyết mà nó nhiệt thì nó làm cho cho cái bể sung để giãn ra, nó nở ra. Một cái khí hư thì làm bể sung giãn, một cái bị nhiệt thì làm cho bể sung nở. Nó không gì, nó cũng chứa được nhiều kinh, cho nên là nó sẽ ra nhiều kinh. Ra nhiều kinh này được gọi là nguyệt thủy, được chưa? Đấy, thì bể sung giãn. Cơ chế của nó, các em cứ xoay quanh là cơ chế của nó là gì? Là tỳ bất thống mạch nhất huyết, cơ chế thứ nhất. Cơ chế thứ hai là nhiệt huyết bọc hành. Nhiệt đó, huyết nhiệt đấy thì là sẽ mất huyết bọc hành. Cơ chế thứ ba là khí dẫn huyết sai đường. Khí dẫn huyết sai đường là cái gì? Cái lậu hạ này, cái lậu hạ khi mà có một cái khối u như thế này, khối u như thế này thì khí huyết nó có đi bình thường, nó xuyên qua cái khối u, cái nó đi bình thường của nó không có thể vòng vèo, nó đi chút nọ chút kia được ra, và đi như thế thì nó dễ gây khí, nó sẽ gây ra làm cho huyết sai đường. Hay nói các cụ nói thế nhưng mà thực ra y học cổ truyền của mình chính là cái mạch máu nuôi cái chỗ đó. Nó bị cái thành mạch nó bị bực, nó bị tổn thương, nó không chắc, nó không dai với cái khác, nó dễ bị huyết, cho nên gọi là khí huyết sai đường. Nó chỉ cần nên có một cái sự va đập nào đấy, có một cái sự rung động nào đấy thì nó sẽ bị cái mạch máu bị nứt, nó chảy máu ra, được chưa nào? Được chưa? Nó có tác động cơ học, nó chảy máu ra. Thì khi mà tác động cơ học và chảy máu ra thì cơ chế này là khí huyết sai đường. Như vậy sẽ có câu hỏi là gì? Đây, nguyên thủy là do tỷ không thống nhất huyết để nhiễm huyết đúng hay sai? Sai. Chắc chắn là sai, được chưa nào? Nguyên thủy chỉ có khí hư xung nhâm lỏng, được chưa nào? Khí hư hay là bể ở trong sách, ở trong miền Nam thì biết là khí hư xung nhâm lỏng. Thế nhưng mà gì chỉ là bể xung khí lỏng, được chưa? Bể xung giãn, bể xung giãn khí xung nhâm lỏng, nhưng mà khí bể xung giãn, được chưa? Thì gây ra nguyệt thủy. Ồ, lúc nãy thầy nói huyết nhiệt. Hả? Lúc nãy thầy nói huyết nhiệt. Cái gì? Lúc nãy thầy nói là nguyệt thủy đây do huyết nhiệt mà thầy. Có hai cái làm cho bể sung nó to ra. Cái thứ nhất là bể sung giãn ra thì là do khí hư, còn huyết nhiệt thì làm cho bể sung nở ra, nở ra, được to ra.
Ngài nói lúc đó là gọi là băng chung. Hả? Còn băng chung là phải cái ngày nó phải nó đã nhiều rồi, mà cái ngày của nó phải quá bảy bảy ngày phân biệt cái kia. Cho nên nó y năm mới sáng y năm cũng có những cái nhầm lẫn về cái từ này. Được chưa nào? Băng chung thì phải gì? Phải cái ngày nó phải dài ra phải trên 7 ngày. Còn nguyên thủy thì là cái ngày của nó chỉ không được quá 7 ngày, nó vẫn ở trong cái vòng an toàn của thời gian, dễ điều trị hơn. Được chưa? Được chưa nào? Như vậy trả lời cái câu hỏi là gì? Nếu mà nói là do gì? Thì cơ chế gây ra nguyên thủy là cơ chế gây ra nguyên thủy là tỷ hư không thống nhất và nhất huyết cũng hay sai. Cái thứ hai là khí để dẫn huyết sai đường, khí nó yếu đâu mà nó dẫn ra, đây là khí nó mạnh nó mới dẫn được đi sai đường chứ, đúng không? Nên đây là có phải khí hư lắm, thế cho nên là gì cũng không sai. Nguyệt thủy là khí hư thì gây ra nguyệt thủy, hoặc là huyết xung nhân mỏng đã là huyết gì, huyết nhiệt mới làm cho bể sung giãn, có hai cái, một cái là giãn một cái nở, được chưa nào? Nhiệt thì làm cho gì, bể sung nó nở ra, nó to ra, nó nhiều lên thì cái nguyệt nó phải nhiều, được chưa nào? Một cái thì nở, một cái thì giãn, được chưa? Được chưa? Có nhầm không? Hả? Khí sai đường về thể nói rồi, có cái vật cản đây là có một tròn trước khi nó qua cái tay khí chữ ứng và chữ kết, đúng không? Mình nói rồi, đúng không? Mình sẽ nói, mình nói rồi, chữ ứng và chữ kết thì nó đều có thể dẫn đến gì, nhưng mà chữ ứng thì đặc biệt hơn. Chữ ứng thì đều nó sẽ là chữ kết thì nó sẽ làm cho khí dẫn huyết đi sai đường, được chưa nào? Được chưa? Ở đâu mà có kết có u cục ở đấy là rất dễ chảy máu, chứ không biết là dễ bị mở, dễ bị chảy máu, kể cả một nhóm áp xe cái kết của nhiệt kết đó, thì nó cũng dễ gì, dễ bị chảy máu hơn. Được chưa? Được chưa? Đây các cụ gọi đấy là gì? Sai đường, khí dẫn huyết sai đường. Vậy, chứng nhiệt liên quan đến cái phần thứ ba là cái phần gì? Rối loạn chu kỳ kinh. Rối loạn chu kỳ kinh mình nói là có gì? Có trước kỳ, sau kỳ và loạn kỳ. Còn trước kỳ thì nó là bình thường, rồi nó được gọi là rối loạn nữa, đúng không? Đấy, thì cái nhiệt thì bao giờ nó cũng ra trước kỳ. Nhiệt nhé, chứng nhiệt. Chứng nhiệt thì nó sẽ ra trước kỳ, nó nóng nó sôi nên nó trào ra, nó ra trước kỳ. Thế còn thì chứng ứ, hôm nọ mình cũng nói chứng ứ rồi. Thì chứng ứ thì nó có mấy cái ứ? Huyết ứ, đàm ứ, đàm ứ. Đàm ứ là hai. Khí trệ. Khí trệ là huyết ứ. Hàm ứ là ba. Quất ứ là bố. Để gì nữa? Nhiệt ứ là năm. Nhưng mà nhiệt ứ thì nó kết lại rồi, cho nên nó sẽ thành ra gì? Ra chữ kỳ. Còn bốn chữ ứ kia thì nó đều ra sau kỳ. Được chưa nào? Hàm ứ ra sau kỳ, huyết ứ ra sau kỳ, quất ứ ra sau kỳ và đàm ứ ra sau kỳ. Thế còn loạn kỳ, cái cơ chế của loạn kỳ thì cùng một tổn thương của một tạng thôi, nhưng mà lúc thế này lúc thế khác thì nó mới ra được tháng này nó để tháng này nó sớm, tháng sau thì nó muộn, hoặc là tháng này nó muộn, tháng sau nó sớm. Và cái tính bất thường như thế thì là tạng nào có tính bất thường? Tạng can mà nó dao động nó dễ bị bức xúc, nó dễ lúc thì thế, lúc thì yêu thú thiết, lúc thì chửi, con người ta chẳng hạn gì đó, thay đổi
hàng lật mặt đó, lúc thì dài lúc thì ngắn. Đấy thì đấy là gì, lúc thế này lúc thế khác thì đấy là tạng ca. Còn tạng cái gì, còn tạng tì còn tạng tì. Lúc thế này lúc thế khác có nghĩa là lúc nó sẽ theo cơ chế lúc để nó ra nhiều thì nó là nó ra sớm ra nhiều thì là do tì không thống huyết và nhiễm. Nhưng mà nếu như thể đã kinh ra sau kỳ nó ít thì đấy lại là do tinh tì nó cung cấp cho thần tinh là không ra hóa ra huyết không hóa ra không đưa kinh về và nước tí sẽ kinh nó sẽ ra trên đúng không các nghe tì là gan lúc thế này lúc thế khác thì đã đành rồi được chưa nào, lúc nó gì lúc nó vượng lúc nó quất thì nó sẽ làm cho gì kinh ra sau kỳ, còn lúc nó gì nó hoảng vượng lên thì nó sẽ gì nó sẽ ra trước kỳ được chưa. Cái này gan thì dễ hiểu rồi, nhưng mà cái tì thì cái cơ chế lúc ra nhiều ra trước kỳ thì đấy là do không thống huyết, do nó không thống huyết và nhiễm huyết. Thế nhưng mà khi mà cái sau nó không thống huyết ra nhiều quá rồi thì bản thân cái tinh tỳ nó ít đi, thế rồi đến thế nó không cung cấp được cho thận để tạo ra huyết, không tạo ra âm huyết được thì không tạo ra âm huyết được thì nó sẽ ít đi thì nó sẽ gì, nó sẽ kinh thì nó sẽ đến trễ, nó ít đến trễ được chưa. Cái chỗ này hiểu không nhỉ? Nghe vẻ. Còn cơ chế thứ ba, cơ chế của thần. Thần tại làm sao mà thần lúc thì lại ra ít, lúc thì ra nhiều. Thần thì đối với gì? Đối với cái người mà sinh đẻ ấy, thì khi mà thần tổn thương thì căng để tổn thương trước. Cái can nó sẽ làm cho mất cái điều ở dao động này nhé, cái can nó tổn thương nó sẽ mất cái dao động này, nó làm cho cái dao động này lúc thì nhiều lúc thì ít, thì cho nên là cái nếu như ở trong phòng sinh đẻ thì thường là can thận hư, cả hai can cũng kéo theo can thận hư, được chưa? Thế cho nên hiểu tôi nói về cái sau cái đó. Ở cái người mà bị tiền mãn kinh thì có lúc thì kinh thì nó ra có lúc phòng kinh thì có phóng loãn, có phòng kinh lại không phóng loãn, đúng không? Vừa nãy mình nói rồi, đúng không? Người tiền mãn kinh lại có phòng kinh không phóng loãn, có thì cái gì nó lại phóng loãn, được chưa? Mà khi phóng loãn như thế thì cái kinh của nó thì già rồi nó ít, kinh loãn nó phát triển nó cũng không bao nhiêu, cho nên là bao giờ kinh nó cũng ít. Và thì khi mà cái phòng kinh không phóng loãn thì estrogen nó lại quá nhiều, nó lại không có mặt thể thì nó lại phải ra sớm và nó ra nhiều, được chưa? Đấy là đối với cái thận mà thận của cái tuổi tiền mãn kinh thì dễ thôi, nhưng mà đối với người trẻ thì người ta lại thấy là cái can nó cũng thường phối hợp với cái thận để nó ra cái kinh khắc kỳ chứ không phải là loạn kỳ, chứ không phải là gì, không phải là nó không có loạn thì nó không, có nghĩa là cái trường hợp mà để phòng kinh không phóng loạn đối với những người mà đang sinh đẻ thì rất là ít. Được chưa nào? Các bạn hiểu không? Có nghĩa là cái người đang sinh đẻ, cái lứa tuổi đang sinh đẻ thì cái vòng khi mà nó phân bào ra thì cái nào nó cũng có loãng hết, nó đang loãng thì nó phát triển, nó phóng ra hết, nó không có cái vòng kinh không phóng loãng như cái người gì? Cái người tiền mãn kinh thì chỗ này có hiểu không nhỉ? Dễ mà. Các bạn hiểu không? Em không hiểu. Thế giờ vòng là cái người tiền mãn kinh thì các em hiểu lúc thế này lúc thế khác được chưa? Được chưa nào? Giờ cái đối với cái người mà người đang sinh đẻ thì cái nó nào khi mà nó phân bào ra thì nó cũng đa số là đến 90% là thành công,
nó đều có nón và đều có gì, có nan ở ngoài. Cứ phân bào như này ra cả, nó phân bào ra. Nếu mà cái này nó quyết định là nó thấm estrogen thì nó phát triển có thể được hóa được. Nó không bị trường hợp như người già là khi phân bào ra thì cái này nó thấm, cái lớp này nó thấm, nhưng mà cái gì cái trong nó lại keo mất, cho nên nó có quả vị không thấm hoán, được chưa? Nhưng mà người trẻ thì cái nào nó cũng ra, nó cũng có hoán hết, được chưa? Người sống ở tuổi sinh đẻ nó đều có hoán hết, được chưa? Nó đều có hoán hết thì làm sao mà nó đến nó lúc thì sớm lúc thì trễ được, nó phải bị tình trí tình trạng khác là người ta kể ở cái người tâm thần cái gì thì này thì nó dễ bị gì cái thần cái can và cái thần nó đều bị ảnh hưởng thì nó sẽ dẫn đến lúc trước kỳ lúc sau kỳ, và cái lúc trước kỳ lúc sau kỳ của cái người bình thường của người tuổi sinh đẻ thì cái kinh nói thế chứ cái kinh nó vẫn gì nó cũng không ít không nhiều phân biệt quá rõ như cái tạ cái tại kỳ và cái can kia được chưa nào, vì nó chỉ ảnh hưởng của cái can này thôi mà để được phóng ra sớm quá cái người ấy mà coi như là được nghĩ là gì nhà chồng cứ đi ngoại tình cái tháng cái ngày xô lên thì bắt đầu là gì mặc dù là vẫn phóng hóa thế nhưng mà gì nó sớm hơn nó ảnh hưởng đến vị trí của cái can, được chưa? Được chưa? Cái thần này bị ảnh hưởng vị trí của cái can. Thế còn cái gì đến cái tháng mà vui vẻ thì lại bị phóng kỳ hoặc là gì bất đức cái gì đấy thì nó là gì? Có nghĩa là nó bị vẫn bị phụ thuộc cái tuổi sinh đẻ thì nó phụ thuộc vào căn thần, căn thần thuộc, được chưa? Còn đối với gì? Đối với tuổi gì? Tuổi tiền mạng kim thì là phụ thuộc vào thiên quý, được chưa? Được chưa? Thiên quý mà nó tới hay là thiên quý hay là nói cách khác là có chứng, có chứng thì tháng thì có chứng, tháng thì không có chứng, thế cho nên là nó sẽ còn tháng thì có thiên quý mà không có thiên quý đấy, được chưa? Thì chính vì cái thiên quý này là chính, chính vì cái thiên quý này là chính, nhưng mà để người già thì người ta thấy cái kia thì các bạn tiền mãn kinh ấy thì cái can nó có bị ảnh hưởng không? Đó. Để tôi giải thích hơn là cái phần can thân là thường bị đau thì trong cái slide ấy là chuyển tác thì khi mà tiền mãn kinh thì cái thể can thân nó lại phải là thân là gì, thiên quý là gì, thiên quý đã kiệt rồi là gì, cái can nó bị ảnh hưởng, cái thận nó đã suy rồi thì nó không nuôi dưỡng được cái can, thận nó sinh can đúng không, thận thủy sinh can hồng, nó không nuôi dưỡng được cái can cho nên cũng phải tiền mãn kinh ấy. Bản chất của nó thì là cái thận nhưng mà nó kéo các cái can cho nên cũng có thể sản sinh, vẫn là cái can thận. Trong sách của chúng ta của các bạn thì vẫn viết là can thận thôi, nhưng tôi muốn để các em hiểu sâu hơn thì tôi phân tích rõ ra là cái khi nào mà người cái phần tuổi trẻ thì nó tập trung vào cái gì, cái can thận nó bị lôi vào, thế còn cái gì cái tuổi cao tuổi thì cái thận là chủ yếu, cái thiên quý là nó ảnh hưởng đến cái can. Tuổi sinh đẻ thì cái gì cái thân nó bình thường như thế nào, nhưng mà do cái can tác động vào, còn tuổi cao tuổi thì là do cái gì cái thân nó bị tổn thương, nó tác động vào cái không sinh ra, hai cái khác nhau, được chưa? Và thấy câu hỏi này thì tôi cũng để ra câu hỏi trách nhiệm này, được chưa nào? Coi như tuổi sinh đẻ gì rối loạn chu kỳ kinh ở tuổi sinh đẻ đó, do thứ nhất là do thận hư, do gì gì căng ảnh hưởng đến thận, rồi gì nữa
rồi thận ảnh hưởng đến can, rồi gì nữa, rồi do tỳ hư. Đấy, thế thì chọn cái nào? Ở tuổi sinh đẻ. Càng gây hỏi là cái thận bình thường là cho can nó kéo theo. Can bình thường, được chưa? Được chưa? Tại vì chắc là trẻ chúng tôi thì nhiều câu hỏi lắm, coi như là mục đích ấy, cuối cùng cũng chỉ để là gì, để các em học tốt thôi. Các em về sau cơ bản là các em mà nghe được, các em hiểu được vấn đề là về sau các em đọc sách nào, kể cả sách y Hà Nội hay sách y Thái Bình ấy, sách gì các em dễ hiểu, đọc cái mặc dù nó có thể nó diễn tả khác nhưng mà đọc cái nó dễ hiểu thì nó tốt hơn. Thì đây có ai hỏi gì không? Cái chỗ này là nó như vậy nào? Nó bị nhảy vào. Trong cái phần là trong cái phần là phần Tây y thì tôi sẽ hỏi hỏi câu về hai pha có pha estrogen và pha progesterone và về lối học hiện đại, và hỏi về dòng kinh thì sẽ có những cái câu lừa được chưa? Tôi sẽ ra không ra như năm ngoái, nó ra thì năm ngoái dễ quá, các em được các em cùng nhau đi học. Bây giờ phải học à gì? Giờ phải ra quan tình huống. Cái tình huống khi mà thứ nhất là phải mất thời gian đọc ra. Tôi viết thiên nhiên là tôi viết có gì cái nào cũng có một dòng thôi, nhưng mà tôi sẽ cố gắng giờ viết làm sao cho gì bỏ công hay viết ra coi như là mỗi câu là được khoảng 8 dòng để đọc cho nó đủ 2 phút. Tôi cứ cầm coi như là tôi làm cho còn 1 phút rưỡi, tại vì mỗi câu 2 phút 1 phút thì cứ căn theo cái giờ của tôi đưa ra cái câu hỏi đọc mà mắt tôi chậm hơn thì tôi chắc chắn là cái giờ phải đọc ngay được thôi. Đã. Đã. Ở đây ngắn rồi ơi. Đọc sắp cái gì? Không, tôi sẽ ra theo cái tặng của hôm nay. Tôi sẽ không bảo mở cái slide nhưng cái gì tôi giảng là anh em được không? Chứ bảo slide là các em chỉ học có mỗi cuộc slide xong rồi lấy giờ như chỉ đi năm giờ hỏi cho cái nghệ thuật thì cuộc slide cuộc cái như vậy thì chúng ta sẽ tìm được những cái phút thì như vậy thì cái xong rồi chẳng biết cái gì nào để phân biệt đọc khi nó viết về đọc đấy có ngũ sắc như thế xong rồi đến lúc hỏi ở trên lớp tôi nói là ngũ sắc như thế được vẫn khám kiến ra chẩn đoán là gì đọc kinh giá cần suy nghĩ những cái mà nhầm lẫn nhiều lắm, cuối cùng là phải mất 3 ngày để tập, có gì có 8 buổi để tập thôi mà phải mất 3 ngày mỗi lần để tập. Nói chung là các em hiểu thì làm được, còn không hiểu thì không làm được. Hỏi thầy tất nhiên đi trắc nghiệm tổng thì bộ môn yêu cầu là 60 câu, giao cho bộ môn là 60 câu, nhưng mà năm nay tại vì tôi giao khoảng là câu tình huống nên là tôi giao 20 câu thôi, giao toàn bộ câu tình huống để cho nó thứ nhất là các em phải đọc để các em suy nghĩ lại. Đấy. Xong rồi cái thứ hai nữa là rồi phải suy nghĩ xong rồi nó đi ra vấn đề thì các em mới nhớ được. Trong nghĩ là phải có cái câu vấn bảy nó được gần. Thôi bỏ ít tiền hiệu. Không để cho các em thi lại thì nó mới dễ nó mới vui. Đúng không? Mấy bạn cái chỗ cái sao rồi? Bây giờ như năm ngoái chẳng hạn là 2 năm trước, cái mấy năm trước đã đưa ra câu hỏi thì tôi chỉ là phải nghĩ là ra dễ thì cho các em thì cần ngồi trên lớp là các em không phải học thì phải dành thời gian học cái môn khó hơn,
Thì biết thế nhưng mà thương các em, nhưng mà các em lại cứ nghĩ lại xem là các em có chịu học thì đến khi ra trường thì gọi là chuẩn đầu ra thế nào. Bạn đi học thì sao vậy? Khi về đi học, học lớp ngồi lúc này cũng ngồi. Sao mới được nhà trước thế, thì mình năm trước á, môn nội, môn người đánh trượt nhiều lắm. Môn môn lên kết hợp môn hà, môn sản này, y nhiễm phụ này, cũng đánh trượt các em nhiều lắm. Nhiều khủng khiếp chứ không phải người biết đâu, toàn những cái câu hỏi. Tại vì cô mới dạy sau đại học, cô chỉ ra những cái câu hỏi sau đại học. Cái gì? Thế như vậy các em phải chịu khó chứ, ít nhất là chịu khó thì người ta mới thương được đúng không? À, cả lớp đâu lớp trưởng nữa. Thì em theo các thầy cô có tôn trọng giảng viên ha, người ta giảng thì người ta nói cho mình nghe để cho mình hiểu, chứ không chịu đi học nữa thì sau rồi về sau là người ta bắt đầu mình nghe câu họ là sang câu kia, giống như cái tây ba nói về cái gì. Cái chẩn đoán của ngoại khoa, tại vì tôi dạy về ngoại là chính, thì chẩn đoán của ngoại khoa bao giờ cũng phải có gì, cái chỗ nó bị tổn thương đúng không chị, đúng không? Chứ có học đâu, trong khoa học cái chỗ mà tôi nhìn thấy, tôi sờ thấy được và tôi phải xử lý bằng ngoại khoa thì tôi phải chẩn đoán ở chỗ. Các em chỉ thích là chẩn đoán là gì, nội khoa thôi, xong rồi các em đi kiện thắc mắc tủ lục đến hết giáo sư nói đến đây kia, các em bảo là gì, bảo làm gì ra có giải phẫu, đông y làm gì ra có giải phẫu, bảo không có giải phẫu, bảo không có bay có hỏi tôi, bảo có giải phẫu mà ngày xưa nó chuyển kiến được, có hay thật không? Hoạn, quan hoạn, trước công nguyên người ta còn hoạn chứ đừng nói là sắc mới ra của đông y xong, có nghĩa người ta biết giải phẫu, người ta không biết giải phẫu làm sao người ta hoạn được, đúng không? Hay cô bay có phải chưa? Tại vì sắc ở trong này đã chỉ dạy có một cái phần nội khoa mà mạnh về nội khoa này rất là tôn trọng các em. Nhưng mà khi học mà phản qua cái ngoại khoa, không ai cho các em làm ngoại khoa ở ngoài đời chuyên ngoại đâu. Thế nhưng mà các em phải biết là mình có can thiệp cái phần ngoại khoa như thế, mình không về sau mình ra đời mình không làm nữa thì mình cũng phải biết một chút, đúng không? Mình cũng phải hiểu là đông y của mình nó có cái gì chứ. Tại vì các em chẳng cần biết, chẳng cần hiểu. Thôi tóm lại là mình còn già được nhiều bà nữa. Thế xong rồi lúc ý suy nghĩ lại một bà 60 câu cũ hay là làm 20 câu mới mất thời gian, nhưng mà các em sẽ chậm chỉ hơn. Câu em mình trước là cũng là cô Hà, cô Huy Lan, cô hỏi cô đến trường nhiều lắm, cô đã khổ lắm, cô đã trượt nhiều lắm. Tôi nhắc đi mấy lần tôi cũng thấy mệt. Và câu hỏi mà toàn là câu hỏi khó thế này làm sao mà cứ ra toàn ra câu hỏi nó khó như thế này, làm sao chỉ cần quên chữ ở trên đầu, nên đọc hết những chữ không chữ ở trên đầu cái nó bỏ qua cả nó lại đến xa, nên cứ phải thi lại cách đây 2-3 năm thì bắt đầu là tôi đổi hết câu hỏi của cô Hà, tôi chuyển sang những câu hỏi thật dễ để cho các em nhẹ nhàng, các em đi coi như là gì, còn những các em chỉ cần đi học thôi là các em đã đặt một chân đi qua đấy, lên lấy cái bằng bác sĩ rồi thì còn tốt cả cái môn gì để đổi qua thôi. Đại khái là cuối cùng thầy đủ thầy cuối cùng thầy các bạn thấy còn bảo thì bây giờ ra dễ quá rồi, học sinh nó không đi học, nó xem một mình nó slide xong rồi nó đi làm nó đi thi, nó cũng khổ đúng không? Tôi cứ thấy chăm học mình đã. Tôi càng chăm học bao nhiêu thì càng gì càng giảm bớt cho thì càng giảm bớt cái độ bắt léo, giảm bớt cái độ lừa đảo trong mình đi. Được chưa? Nhưng mà cũng phải tính bằng như năm ngoái thì cũng phải đi. Năm ngoái thì có gì? Có 50 bạn là nhà quên thôi thì 50 cả hai quán thì gì? Hai quán thì 50. Không biết 30 đến thì trượt hai thôi. Có nghĩa là ra đề rất dễ, câu của tôi rất dễ nhưng mà công nghi cũng khó hết. Công nghi là vô cử, công nghi cũng khó hết.
sai mình còn bị gạch nhiều như thế nên chỉnh khi đủ. Bây giờ là đến giờ hỏi rồi, các em có hỏi gì nữa không? Sau khi đến giờ sau mình học hết học cái số đoạn mà hai giờ sau của Hà. Ủa hôm nay về cái danh sách này vừa rồi bên cái danh sách này thì nói chung là rất nhiều sách, kể cả sách y Hà Nội, y Thái Bình, y kể cả y Cần Thơ thì nó có rất nhiều tỉnh bệnh, nhưng mà nhiều tỉnh bệnh quá thì các em học nó mệt mà không cần thiết lắm. Thế cho nên là gì nhỉ, ở khoa lựa chọn những cái thể nào hay gặp thì chọn vào những học đấy, và cho vào cho các em học. Thì đến khi thi, đến câu hỏi thi thì sẽ bỏ những cái từ từ tiếng Anh này đi, chỉ có những cái màu cam đã hở màu cam á, sao đã có cái màu cam mà từ tiếng Nga thì tiếng Việt thôi. Thế nhưng mà cái phần chữ cường kinh và chữ thiếu kinh này vẫn lấy cái từ của bên Tây. Chúng ta là phải, tôi bảo là đổi sang là cái từ gì, cái này là đổi sang danh sách của quay Việt để mà chọn cái thể từ Tây của cái Nga chỉ. Thì đáng nhất phải là gì? Cường kinh phải biết là Nguyệt thủy ý, Nguyệt thủy và thủy kinh đó là thủy kinh. Ngày khá là vẫn dùng cái từ, dùng cái từ trong cái đăng ký với cả bộ y tế. Nào qua anh hỏi gì nữa không, còn 15 phút nữa. Thoải mái hỏi gì? Anh thử cùng cho đấy đi. Không, cái cơ chế của hình thành cái người đi nè. Thì đầu tiên là khi ông gì đó cam nó mà trời chụp tới nhỉ. Bên điểm bên các em 5 giờ đang đi sản đấy, có như là điều cái bệnh án bằng mà chị nó cũng mới bài đấy, là phát xuất nhà ấy xong rồi nó chật như cái kia nó rõ sách cái kia đấy em có sách là thầy á chưa nói đến nó đi hết, nó học là giống như năm 6 mình luôn. Theo sách viết như thế nào tôi cứ viết như thế, có nghĩa là gì, cứ một đêm là ra ra năm băng ban đêm đó. Thế thì giờ bảo đêm thì gì gì băng mà gì băng gì đêm, các em bảo đêm thì nó không ra, chỉ có ngày nó mới ra thôi. Thì hả? Là đêm người ta ngủ sao người ta biết mà để người ta đi khai băng đó này. Vậy băng đêm của bây giờ thầy bự lắm thầy. Không, ý của người ta nói là tương ứng cái số lượng ra bằng 5 băng của ban đêm. Có nghĩa là gì? Là ngày người ta cũng phải dùng cái, nó nhiều đến mức độ mà người ta vẫn phải dùng gì? Dùng cái băng ban đêm vào ban ngày. Nhưng chứ không phải là đêm tôi đi dậy thay 5 lần thì tôi mới gì. Đấy, ngay đến đây mà vẫn còn hiểu sai. Vì nó nhiều quá đúng ra tôi phải dùng 5 băng gì? Băng ngày. Ba, ở một ngày. Chứ không phải là đêm tôi đi thay. Đấy, đấy, đến đây mà còn, còn hiểu còn sai. Hồi nãy thầy nó có hai, cụ kinh có hai ý. Một là cái ý đầu tiên là 5 băng ban đêm. Còn ý thứ hai là tổng tất cả các ngày lại mà nó nhiều thì mình định lượng mà cái gì thầy?
gì nhỉ, lượng lượng nhiều ấy, thì là người ta chỉ lượng cái theo ngày thôi, mà cả năm ngày cũng đều nhiều như thế, nhiều cũng nghĩa là năm ngày. Và cái để phân biệt với băng kinh và cường kinh thì là một cái là gì, băng kinh với cường kinh hay là băng kinh với băng gì minh nguyệt thủy, phân biệt là băng kinh nguyệt thủy là có nước dài băng ngày. Băng kinh là nhiều hơn 7 ngày, có băng kinh và băng huyết đúng không? Vừa nãy nói băng là nó như lở ra, băng lở thì nó mạnh hơn nhiều. Thế còn lậu thì là gì? Là nó dỉ dạ, thấm giọt, thẩm lậu, dỉ dạ, thẩm thì là ít. Đấy. Thế thì băng kinh khác với nguyệt thủy ở Việt Nam. Băng kinh là da tỳ hơn thấm huyết. Ở trong Tây thì nó có từ băng huyết, ở nó đồng nghĩa với từ băng huyết của đông y của mình. Sau những cái lần nào phá thai hoặc là những cái lần gì can thiệp vào tử cung làm chảy máu quá cái lớp cơ đi thì nó sẽ gì, nó chảy máu không cầm được, giống như cái mà tôi vừa ví đấy, nó chảy máu sẽ không cầm được, và chảy máu không cầm được thì nó máu nó cứ ra nhiều như thế thì người ta gọi là băng huyết. Thường là sau đẻ nạn phá thai như vậy, máu nó ra nhiều quá thì mới gọi là băng huyết. Khi nào thì gọi là băng huyết, khi nào thì gọi là băng kinh. Băng kinh là khi nào thì gọi là nguyệt thủy. Nguyệt thủy á có nghĩa là kinh ra nhiều nhưng mà bản thân người đó vẫn chịu được, nó không ảnh hưởng đến thể chất. Thế nhưng mà băng có nghĩa là gì? Là người đó không chịu được mà có khi phải cần can thiệp của y tế. Được chưa? Nó có thể thay đổi về gì? Nó có triệu chứng toàn thân, có nghĩa là có thể là chóng mặt, say sẩm mặt mày, hoặc là đi không vững. Đấy là những cái gì đấy gọi là băng, cũng ra nhiều nhưng mà một cái không phải là cứ xuống sàn như nước đổ mới gọi là băng, mà chỉ cần ra nhiều, kinh nó ra nhiều như vậy thì không cần quá năm băng ban đêm, mà chỉ cần múa ba băng ban đêm. Nhưng mà cái người ấy mà người ta đã chóng mặt ở chính người ta bị gì đấy thì người ta đã chóng mặt, người ta mới thấy xỉu thì vẫn gọi là băng kinh, chứ không phải là đơn đến khi để đủ không. Cái người bé thì bé tôi vẫn phải đến đủ năm băng, cái băng ban ngày tôi mới gọi là cường kinh. Nó còn một loại là về cái gì băng biết, vừa nãy tôi nói rồi, có nghĩa là băng huyết là sau một cái cuộc đẻ hoặc là nào làm tổn thương đến mạch máu của tử cung thì gọi là băng huyết. Còn huyết mà nó chảy ra gì đó thì đấy là lậu, huyết lậu. Nhưng mà nếu như thể là Tây thì người ta gọi đấy là đông huyết, không phải máu kinh, người ta gọi đấy là đông huyết, nó chảy ít ra thôi, không ảnh hưởng gì cả, thế gọi là đông huyết. Còn nếu mà nó chảy ra mà sau cuộc đẻ, sau một cuộc tấn công vào tử cung thì lúc ấy người ta gọi là băng. Dù chảy ra không thì không làm cho cái người đó bất tỉnh nhưng mà thấy máu cũng cầm, được chưa, gọi là băng huyết. Không phải máu kinh, không phải chịu, không phải niêm mạc của thấm estrogen và progesterone thì gọi là huyết. Thì khi nào mình nào như thế thì phải qua hết cả cái lớp gì, nhưng mà còn là đẻ như thế thì gì? Còn niêm mạc cũng không được, cả cái bệnh rong ra một cái bệnh rong thì nó cài vào cái phần cơ của cung, như thế là cái mạch máu của cung mà nó bị đờ, một cái là gì, đờ một cái là máu nó không cầm, nhưng mà giờ chỉ cần máu chảy nhiều nữa là nó gọi là gì,
sáng nó tăng trung lại. À, nguyên thủy cũng là cường kinh. Thế còn gì? Băng chung là phải có tì với tổn thương. Từ chưa đào là có trung tiêu các tổn thương. Và trung tiêu các tổn thương thì nó mới kéo dài cái ngày kinh ra, thì người ta mới gọi là băng chung, được chưa? Thầy ơi, băng chung có thể được xếp vô một thể của băng kinh. Hả? Băng chung có phải xếp vô một thể của băng kinh? Băng chung thì thực ra băng chung nó chỉ là gì, nó không đến mức độ như thể là băng kinh, mà băng chung nó chỉ là gì, đây là băng chung của chung, cái phần chung thôi, chứ là phần chung tiêu thôi, chứ không phải là của kinh nguyệt này, cho nên là gì, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên là gì, nó không cần phải can thiệp cấp cứu của bên y học, cho nên là nó gì, nó không được gọi là băng kinh, mà nó chỉ gọi là đến độ cường kinh thôi. Thì trên nó đã ra dài ngày rồi, mà bây giờ lại còn cho nó nhiều như thể băng nữa thì bệnh nhân là chỉ chết thôi, đúng không? Nó là gọi là nhiều có khi ở mức độ cường kinh, nhưng mà cũng có thể là không ở mức độ cường kinh lắm, thì trên là vẫn gọi là băng chung. Chỉ có khi nào dị giả thấm ra ít một thì lúc ấy mới gọi là lấu, lòng hàn, được chưa? Được chưa nào? Không, một cái là mạch chính giữa, mạch nhân thì nó ở chính giữa chứ. Chính giữa rồi, còn mạch xung thì nó có hai cái mạch, nó để đến nó đi đấy. Tôi vẽ thế tạm để cho nó nhanh. Khoái nhung, khoái nhâm. Không hiểu lắm. Vậy là cũng hai cái cục này đều là xong. Có sai kinh trong những mà phải quý này nghe. Trong cái phòng kinh chuẩn từ phòng 28 được chưa nào? 28 là phòng kinh chuẩn cộng với 7 ngày thì ra 35 ngày, trừ đi 7 ngày thì ra 21 ngày. Nếu trong như cái thể hiện rơi vào đó là thì kinh, đều gọi là đúng chu kỳ kinh. Và chu kỳ kinh chỉ là ra sớm hoặc ra toàn trễ thôi, được chưa nào? Lần trước đó, được chưa? Ý là mình mặt mày là 28 này, thì mày đi ra trước 28 rồi, là trước kinh. Không biết. Chị. Được chưa? Cái vòng kinh là cái nào? Phân biệt được chưa? Chứ mà là ra trước 21. Không. Sao mà ra trước 21 rồi? Nó lớn hơn 7 ngày. Là ai cũng phải, ai cũng so với 21 hay là tùy người cái vòng kinh họ. Không, dòng huyết là dòng huyết thì nó chỉ cái gì, dòng huyết thì nó không như kinh thì ngày nào nó cũng ra, thế là dòng huyết có thể là hôm nay nó ra, mai nó lại ngừng, tải huyết nó lại ra, nhưng mà nó không đúng là chu kỳ kinh, khi nào nó bị đau hoặc khi nào nó có gì, có người nào vuốt về cái chu kỳ nó quá hoặc là xâm phạm nó quá thì nó mới gì bị đau, cái mạch máu nó bị đứt ra thì nó mới gì thì máu ra thì nó có cần đúng ngày nào nó cũng phải ra không? Vì không ngày nào nó cũng phải ra, cho nên nó mới có cái thứ sắc. Nó ra như thế, lúc nó ra thì các lúc nó chảy ra, lúc nó không chảy ra được, nó mới tồn tại ở đấy, nó phân biệt cho mình. Dòng huyết nó có số ngày không? Dòng huyết nó có số ngày không? Theo cái điều dòng huyết có số ngày. Dòng huyết nó có thể từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 28 cả chu kỳ kinh. Nó trùng vào trong kinh đã gọi là dòng huyết rồi. Thế mà bây giờ nó cứ ra suốt ngày như thế, quanh năm suốt tháng cứ chảy như thế thì gọi là dòng huyết, cho nên nó không khống chế suốt ngày. Thấy chưa? Biết là nó ra, sao biết không đúng chu kỳ kinh. Thấy chưa? Thì gọi là dòng huyết. Chứ bình thường chu kỳ 13 ngày là 28 thì chẳng hạn là nó là đồng huyết.
mà nếu vào chung kỳ 30 ngày thì là 30 trừ 7 là 21, 23 chứ. Thời hay là chiếc 23. Ủa là em sẽ trừ đi cái số 7 đó chứ không phải là chứ không phải là sao trước kỳ 20 để hỏi cái hỏi đi. Lớn hơn 7 cái chứ thôi, nên từ ngày 21 người ta đã có thì đến tại sẽ là ngày 28 hay cộng đủ đúng không? Thế bây giờ nó hoàn ra đến ngày 29 chứ. Thế là nó quá 7 ngày. Nhưng mà nó lại vào đúng thế. Gọi đấy là trong khi trước kỳ. Được chưa? Thầy ơi, cái vòng kinh thầy là tính 28 ngày thầy. Ủa nếu mà những người nào mà ví dụ chu kỳ của người ta là 24 hay 25 ngày thì sao thầy có kinh 27, 24 trừ 7 là như ta? Nếu mà ngày 20, 24 người ta đã lại ra kinh rồi thì đấy là gì? Là kinh của người ta gì? Kinh gì? 24 ngày thì người ta có gọi là kinh không? Nó có rơi vào cái vòng chuẩn từ 21 đến 35 ngày không? Có. Vẫn rơi vào thì vẫn phải gọi là kinh, nhưng mà cái vòng kinh của người ta nhanh thôi, người ta ngắn ngày thôi. 21 ngày, 24 ngày người ta đã có một lần. Được chưa? Được chưa? Có nghĩa là vòng kinh 21 đến 25 vòng chuẩn là 21 đến 35. Trước 21 là trước kỳ thôi. À không, trước 21 thì là dòng huyết. Đấy cứ nhầm là các em trở thấy như năm người ta cứ nhầm là như thế. Đôi khi nào là gì thì chỗ nào mà đi lâm sàng dẫn. Ủa vậy trước kỳ là so với cái ngày bình thường của ta. Trước kỳ là 28 ngày. Trước kỳ ủa gì nhưng mà trước kỳ cũng phải 24 đến 30 nhưng em lúc nào tầm trước kỳ thì sao kỳ? Ủa thầy trước kỳ là trước, ví dụ như chu kỳ kinh là 28, trước kỳ là trước 28 hả thầy? Trước kỳ là cái vòng kinh của người ta là làm sao? Tùy theo vòng kinh của người ta đúng không? Ví dụ như người ta là từ đến thí dụ như từ ngày 21 thì đáng nhẽ nếu như kinh bình thường người ta đã ra trước đúng không? Bình thường cả một cái vòng kinh mới là 28 ngày. Đang khủng cả cái vòng kinh ngay từ ngày thứ nhất cho đến ngày ngày thứ nhất cho đến ngày 28 ngày, trong cái đó phải trừ mất 6 ngày, 4 ngày thì 6 ngày là có kinh, 4-6 ngày là có kinh. Ở đây 28 ngày có kinh, mà bây giờ vòng kinh của người ta có 21 ngày với ngày thứ nhất của ngày đến ngày thứ 21 người ta đã có kinh rồi thì đây phải gọi là sao? Không biết cái vòng kinh nó ngắn quá, nó chỉ có hai, nó chỉ có một pha thôi, nó bắt buộc nó phải có hai pha, một pha estrogen và một pha progesterone, nó phải hai pha. Thế dễ là gì? Thế nếu như thể là một pha này nó đã mất bao nhiêu ngày rồi? Ít nhất 14 ngày. Cái pha từ đây mới cảm thấy khi thế. Từ 4 đến 6 ngày là có kinh. Thì ở đây là còn bao nhiêu ngày? Là còn 18 đến 10 ngày đúng không? 10 ngày. 10 ngày này là của pha progesterone. Được chưa nào? Nó phải đủ 2 pha như thế này thì mới gọi là kinh nguyệt. Được chưa? Được chưa? Còn nếu mà 20 ngày, nếu mà 20 ngày thì 14 cộng với 6 là 10 đến đây. Thì ở đây là nó gì? Nó không loạn chưa? Chúng tôi mà nó qua được cái 14 ngày là phóng hóa đúng không? Phóng hóa như là cái gì? Cái này là 6 ngày. 6 ngày này thì nó sẽ không thành lần đủ bằng thể. Cho nên là nó sẽ gì? Nó không được gọi là quyền. Nó có quyền kiểu bằng kinh là có 21 ngày mà mất 14 ngày để estrogen rồi thì đáng nhẽ nó phải cái lượng progesterone này nó đủ thời gian để gọi là progesterone. Thầy Minh đang hỏi thầy giải thích cái gì đó không hiểu. Không hiểu nè. Nó 6 ngày mà nó có kêu chị em trừ đi kinh mất 10 ngày. Nếu mà ra 6 ngày này vẫn có kinh thì ở đây là 20 ngày.
bây giờ mới là có kinh thì là gì? Thì là ra là... ngày ở đây thì trong cả 400 ngày đều vào thì 24 ngày vẫn là gì? Khi người bình thường. Quả đây phải ra trước cái ngày 14 này này thì nó mới không có pha. Pha hoàn thể. Các bạn hiểu? Tại vì phải công thêm cả cái ngày ra kinh mới mới gọi là vòng kinh. Rồi còn trước kỳ sao lại? Trước kỳ là trước 14 ngày thôi lại. Trước kỳ á. Trước kỳ sau kỳ. Đấy, cái trước kỳ đấy là ít nhất là phải gì? Là phải 21 ngày, có nghĩa ở đây là 14 ngày, ở đây phải là 7 ngày. 7 ngày để cho nó không đủ cái thời gian vừa ra kinh vừa phóng hoán. Mất 3 ngày phóng hoán rồi. Không hiểu là 3 ngày đúng không? Trừ 3 ngày là mất 4 ngày ra kinh và 3 ngày phóng hoán. Giờ 4 đến 6 ngày kinh ra 4 đến 6 ngày là bình thường. Thế bây giờ tôi trừ bỏ 6 ngày ra kinh đi. Được chưa? Thì 14, 20 ngày mà tôi trừ bỏ 6 ngày ra kinh đi thì còn gì? Còn 20 ngày đúng không? 4 ngày, trừ 6 ngày là 18 ngày. À còn 18 ngày. 18 ngày có nghĩa là còn 4 ngày. 4 ngày để phóng hoán, được chưa? Thế thì vẫn là kinh nguyệt. Nhưng mà chúng ta cái này về rất là ngon. À, giờ bây giờ cái vòng kinh này tôi trừ đi 21 ngày tính 21 ngày mà có 4 ngày ra kinh về 3 ngày của nó. Còn nếu như cái 20 ngày ra kinh cái ngày thì cũng được. Vậy cái này chỉ còn cái chút kỳ còn 6 ngày đúng không? 2 ngày còn 6 ngày, 6 ngày mà mất 4 ngày mất. Rồi vậy lúc cuối cái nào thì trước kỳ là ở đâu thầy? Trước kỳ là chỗ nào thầy? À, trước kỳ là bắt đầu ngày 21 có kinh. Trước kỳ là bắt đầu từ ngày 21 có kinh. Nếu mà có kinh 3 ngày thì là học kinh của người ta là gì? 24 ngày, người ta 7 ngày phòng kinh thì là phòng kinh của người ta 28 ngày. Mà nếu như người ta phòng kinh của người ta là gì? Có 6 ngày phòng kinh thì có 6 ngày phòng kinh thôi thì là phòng kinh của người ta là 27 ngày. Cái cộng và cái 6 ngày phòng kinh cộng với cái chu kỳ của người ta thì nó mới ra được. Chứ còn em lại cộng cả cái chu kỳ kia, em cộng cái này thì nó sẽ không biết. Nghĩa là không có chu kỳ phóng hoán thì không có. Nó chỉ có cái gì cái chỗ này hiểu chưa? Hết giờ rồi. Để hôm sau nói tiếp. Được chưa? Còn kinh nếu như bắt đầu từ ngày 21 có kinh 3-4 ngày là cứ 21 ngày mà đã có kinh trừ phải gọi đấy là cái kinh trước kỳ. Được chưa nào? Và nếu như hiện tại anh có 4 ngày có kinh thôi thì đến ngày 24 anh có kinh thì đấy là khoảng 2-8 ngày thì là bình thường. Được chưa? Có nghĩa là từ 4 đến 6 ngày thôi. Còn nếu mà cũng sai đến ngày thứ 7 thì người ta có giỏi đấy là trước kỳ hay sau kỳ nữa. Được chưa nào? Được chưa? Được chưa? Kẹt lại vẫn được. Để lần sau đi. Để về nghiên cứu nha. Sao mắt của em ra sao? Nhớ vô tao không biết. Nào,
Ủa ở đâu vậy? Tìm đó. Vậy hả? Nguyên lực đấy. Mắc hả? Mắc. Hỏi là